chương 1191, Nguyên Tông Kỳ Cường giả đáng sợ. Đào trưởng lão, đổng trưởng lão, hai người ngươi vẫn là đi một chuyến đi, như có cơ hội, liền đem cái kia tô giật mang về, cố gắng hết sức không muốn tổn thương hắn. Đương nhiên, như gặp cản trở, hai người ngươi tùy cơ ứng biến là được, khoảng khắc lấy về sau, trung niên nhân nhẹ giọng mở miệng, hướng về phía hư vô không gian nói đạo, phải, tông chủ, tại trung niên tiếng người thanh âm rơi hạ chi về sau, trong không gian có lưỡng đạo đáp lại truyền đến, nhưng không thấy bóng dáng xuất hiện. Bá vương tông mỏ sơn. Mỗi nhất chỗ địa phương đều tràn đầy không khí khẩn trương, rất nhiều thợ mỏ ở Nam Cung ngưng nguyệt cùng ông chính quyền chỉ thị phía dưới, lấy tốc độ nhanh nhất khai thác lấy. Mà Thanh Hoàng, Dương Minh, Âm Minh, Phệ Linh Hoàng bốn vị thú hoàng, tắc thì là đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến rồi nhất cường thịnh tình trạng. Mỗi bên tự bế nhãn ngồi xếp bằng ở một tòa nho nhỏ gò núi chi lên, ngoại trừ này bên ngoài, tử tượng hoàng long tê hoàng huyền quy hoàng cái này ba vị thú hoàng cũng là theo tông môn ở giữa chạy tới nơi này tự liền luôn luôn háo động tô tiểu soái cũng đàng hoàng ngốc tại mỏ sơn chỉnh thiên đánh chân tinh thần thời khắc nhìn chăm chú vào đồng tỉnh chung quanh mọi người bên trong tôi giật cùng lôi vân hạc vẫn bận lục với ly hỏa huyền dương giới cải tạo cùng kiểm tra hai ngày chi về sau tôi giật rốt cục thả lỏng ra một hơi đến tất cả công tác toàn bộ hoàn thành hắn cảm thấy có chút mệt mỏi ly hỏa huyền dương giới lần này cải tạo chi về sau, quy lực có thể đề thăng 2 đến 3 thành. Một dạng nguyên tông kỳ 1, 2. Trọng tiến đến, cũng phải cởi trên một lớp da, lôi vân hạc không biết bực nào thì vừa tìm được nhất kiện quay đầu hắc bào xuyên lên, nhưng nảy bào mũ phía dưới, cũng là lóe ra thần quan trong vắt, như vậy tốt, tô giật gật đầu, đề thăng 2 đến 3 thành quy lực kỳ môn huyển hồn giới, đây tuyệt đối có chất biến hóa. Cũng chính là dốc lòng nghiên cứu rất nhiều năm lôi vân hạc bình thường ngự hồn sư thật đúng là khó có thể làm ra như vậy cải tạo. Lôi lão ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống, Ngọc Đỉnh Tông bất cứ lúc nào cũng sẽ giết đến tận cửa. Tô giật nói lần nữa, cho lôi vân hạt một chai linh dịch sau chính là ly khai. Hắn quan sát một cái mỏ sơn chính giữa tình huống, lại cùng thanh hoàng, tô tiểu soái đám người nói chuyện với nhau một việc tình. Tông chủ, đây là lần này cần dùng đến nguyên thạch, không lâu sau về sau, ông chính quyền đưa tới một cái túi không gian, Bên trong trang bị đầy đủ nhất tinh nguyên thạch, đều là theo mỏ sơn ở giữa khai thác ra, dùng cho lần này kỳ môn huyển hồn giới tiêu hao, tô vật tiếp nhận, cảm thán không thôi, chỉ là kỳ môn huyển hồn giới tiêu hao, liền đã phí đi bá vương tông không biết bao nhiêu nguyên thạch, cũng may mắn bọn họ là tìm được rồi một tòa mỏ sơn, nếu không sao có thể gồng gánh nổi, vù vù, đột nhiên, đang ở tô vật đang chuẩn bị lần nữa cùng ông chính quyền giao phó một ít gì thời điểm, mỏ sơn phụ cận giữa hư không, đột nhiên có một kiểu khác ý nhị bay lên, từng vòng sóng gần chuyển hiện, không gian phản phất là nước gần sóng, sinh ra từng đạo rung động, tô giật, tô tiểu soái thanh hoàng đám người đều là trong nháy mắt cảm giác được thân sức ép lên chợt tăng nhiều, giống như là có đại sơn vỡ đè xuống, nặng hơn vạn quân, đến rồi. Tô giật khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống, như thế mà đạo, nhất định là Ngọc Đỉnh Tông Nguyên Tông kỳ cường giả. Mọi người, chuẩn bị chiến đấu, thanh hoàng nhẹ quát, dương minh, âm minh, phệ linh hoàng, tử tượng hoàng, long tê hoàng, huyền quy hoàng chờ, đều là trong nháy mắt khí thế bốc hơi ra, khuếch tán ở giữa hư không, kinh khủng kia sóng không gian chấn động, rõ ràng cho thấy nguyên tông kỳ cường giả mà đến, để cho người sợ hãi là, cư nhiên lập tức tới hai vị, oanh, đột nhiên trong lúc đó, một mảnh vô ngần biển lửa đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ mỏ sơn đều bao bọc ở bên trong, nóng rực hỏa diễm cháy hừng hực, đáng sợ uy thế tràn ngập. Như thế có thể đốt khoảng không tất cả đây là ly hỏa huyền dương giới ông chính quyền đang tọa trấn trung xu khu động vận chuyển tông chủ ta dẫn người rút lui trước các ngươi muốn cẩn thận ông chính quyền nhìn tô giật trịnh trọng hành lễ nói đạo nhìn thấy tô giật gật đầu hắn liền trực tiếp xoay người bước đi căn cứ trong đầu trận đồ ở ly hỏa huyền dương giới ở giữa thần tốc tạc qua ông chính quyền nhiệm vụ chính là mang theo nam cung ngưng nguyệt còn có bá vương tông rất nhiều đệ tử ly khai mỏ sơn các ngươi trước hiệp trợ lôi lão ngăn trở một hồi, đại ca ta tình huống, tô giật hướng về phía bên người mọi người nói đạo, mà sau chính là trực tiếp tiến nhập thần bí không gian ở giữa. Đại ca Tây vô tình lúc đầu chạy tới Ngọc Đỉnh Tông phụ cận, tìm được tô giật tiến nhập thần bí không gian, cũng không biết là có chuyện gì. Tô giật hỏi phía dưới, hắn cũng không có nói rõ. Đã nhiều ngày tới nay, tô giật vẫn luôn bận về việc cùng lôi vân hạt cùng nhau cải tạo kỳ môn huyễn hồn giới, nguyên nhân này cũng không có thời gian tiến nhập nhìn một cái nhãn hạ ngọc đỉnh tông thật sự có nguyên tông kỳ cường giả giết đến nhất định phải làm cho đại ca tây vô tình xuất thủ có hắn tọa trấn ly hỏa huyền dương giới mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực tiểu tử ngươi như thế đi sắc thông thông là ngọc đỉnh tông người đến sao chỉ ở tô giật mới vừa tiến vào thần bí không gian thời điểm tây vô tình thanh âm chính là truyền ra là đại ca tô giật gật đầu cái kia liền đi đi tay vô tình nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất, này thì đứng lên, con đường thẳng hướng về thần bí không gian đi ra ngoài. Tô giật không có hỏi đại ca gần nhất đến tột cùng đang làm cái gì, chỉ là đem giả trang đại lượng nguyên thạch túi không gian giao cho đại ca, mà sau cùng nhau đi ra, tiến nhập mỏ sơn. Khắp nơi thiên biển lửa bao phủ, từng bức đáng sợ hỏa tường ung ung di động, như thế muốn nghiền diệt vạn vật. Tây vô tình trực tiếp đi đến rồi ly hỏa huyền dương giới trung su, tiếp quản lôi vân hạt vị trí, bắt đầu chưởng khống toàn bộ kỳ môn huyễn hồn giới mà lôi vân hạc tắc thì là trở thành hạ thủ trợ giúp tây vô tình duy trì ly hỏa huyền dương giới vận chuyển kỳ môn huyễn hồn giới một cái danh không thấy kinh truyền bá vương tông lại còn có như này thủ đoạn vô biên biển lửa bao phủ phía dưới một trung niên nhân lẳng lặng đạp khoảng không mà đứng hai hàng lông mày ngưng tụ lại ở xung quanh hắn cùng điều điều khổng lồ hỏa long chiếm giữ vặn vẹo mang theo hung hãn oai không ngừng hướng hắn phát sát mà đến một cái bá vương tông. Vậy hãy để cho lão phu nhìn, cái này kỳ môn huyễn hồn giới đến cùng có thể hay không vây khốn ta, khác nhất chỗ địa phương, một gã trâu trắng như tuyết lão giả tiếng hừ mà nói, câu lũ thân thể chợt rất thẳng, một cổ vô hình ba động theo hắn thân trên khuếch tán ra, chung quanh hỏa diễm trực tiếp gạt ra, ngăn cách ra một cái không gian thật lớn, trong thoáng chốc. Lão giả nhìn qua giống như là cái này phương không gian chủ tể một dạng, vạn thiên hỏa diễm, nhất thì đều khó khăn gần người cái này liền là chân chánh nguyên tông kỳ sao tôi giật thân chỗ hưu môn bên trong theo trận đồ chỉ dẫn đẩy ra khắp nơi thiên liệt hỏa thấy được hai người uy thế không khỏi phát ra cảm khái tiếng trung niên nhân kia cùng lão giả đều là khí độ bất phàm cương nhiên đem vô tận hỏa diễm đều chắn ngoài thân cực xa chỗ tôi giật biết đó là nguyên tông kỳ đặc hữu tuyệt đối lĩnh vực lực so với hồng cường long tam trưởng lão chờ nửa bước nguyên tông kỳ thi triển ra mạnh hơn lên rất nhiều xa xa quan sát Tô giật mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ chính mình một ngày rơi vào cái kia không gian bên trong, rất có thể trong nháy mắt cũng sẽ bị trấn diệt, liền sức phản kháng cũng không có. Hai vị nguyên tông kỳ, đúng là đồng thời tới hai vị nguyên tông kỳ. Mỏ sơn bên ngoài, huyền kiếm môn cùng lục hợp tông người ở, dựa theo tô giật yêu cầu, bọn họ cách mỏ sơn rất xa, tạm thời sẽ không dính vào đến đại chiến ở giữa, nhưng mà chứng kiến hai vị nguyên tông kỳ cường giả xuất hiện, Quý Thiên Phục cùng Lâm Chấn Dương hai người mặt sắc đều là có chút thay đổi. Trung niên nhân kia nói vậy chính là trong truyền thuyết, mấy trăm năm trước Ngọc Đỉnh Tông Tông chủ La Thừa, là hắn một tay đem Ngọc Đỉnh Tông mang hướng huy hoàng, theo tam lưu thế lực nhanh chóng cuộc khởi thành nhị lưu thế lực, còn có cái kia lão giả, đại khái là Ngọc Đỉnh Tông Thái Thượng trưởng lão Lô Ứng Hồng không thể nghi ngờ, hai người kia, đều là mấy trăm năm không có hiện thân quá, Quý Thiên Phục, Lâm Chấn Dương, Các Minh, Phùng Khải Tông đám người, đều là chấn động lay động mà mở miệng bọn họ đối với ngọc đỉnh tông một việc tình tự nhiên đều là nghe nói qua cũng biết ngọc đỉnh tông trong truyền thuyết nguyên tông kỳ nội tình chính là hai người này la thừa cùng lô ứng hồng năm đó đều là nhân vật cực kỳ khủng bố mấy trăm năm trước chính là nổi danh ở thế từ đạp phá nguyên tông kỳ lấy về sau hai người đều là rất thiếu lại xuất thế lần nữa lần này ngọc đỉnh tông tử thương thảm trọng hai người đúng là đồng thời xuất hiện cái này hạ thật có chút phiền phức a à. Quý Thiên Phục thì thào mà đạo, vì bá vương tông cảm thấy lo lắng, lâm chấn dương đám người cũng như đây, huyền kiếm môn, lục hợp tông nhất cộng hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ, đều là siết chặt nắm tay, khẩn trương nhìn cái kia bị vô biên ác diễm sở bọc lại bá vương tông, bọn họ bây giờ có thể làm, chỉ có lặng lặng đợi, bắt đầu rồi, theo thì chuẩn bị ra tay đi, tay vô tình thanh âm ở ly hỏa huyền dương giới trung truyền ra, tiếng nhập tô giật, thanh hoàng đám người trong tay, trong khoảnh khắc chư vị thú hoàng tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch cả người lực lượng nổi lên đến rồi cực hạn ly hỏa đốt thiên tay vô tình tiếng rơi xuống phần phật một tiếng trung niên nhân kia chỗ ở không gian bên trong đột nhiên hỏa quang phóng lên cao một lùm tùng hỏa diễm đều là hóa thành tử sắc. mang theo phần thiên chữ hải oai hướng trung niên nhân kia trong nháy mắt bao vây đi cái này hỏa diễm không như bình thường là chân chánh ly hỏa đem trung niên nhân ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực không gian đều đốt cháy được vặn vẹo biến hình mở cho ta trung niên nhân đại quát tay tay áo vung lên phía dưới liền có vô số đạo minh ác cương nhận tuôn ra kim thuộc tính lực lượng sắc bén không chịu nổi đem khắp nơi thiên tử họa cắt thành từng cục toái phiến hắn lại vung tay lên duệ khiếu đầy khoảng không thiên thiên vạn vạn kim sắc cương nhận lần nữa tập kích dường như hạ một hồi kim vũ vậy trực tiếp bác sái vào thao thiên tử sắc ác diễm ở giữa ccc lưỡng chủng lực lượng kia này ma sát phát ra tiếng vang chói tai kim thuộc tính lực nguyên do hỏa thuộc tính khắc nhưng mà này lúc đáng sợ kia kim sắc cương nhận điên cuồng cắn giết đúng là đem hết thảy ác diễm cắt được một mảnh mất trật tự ở trong không gian bay vụt cái này liền là tuyệt đối lực lượng áp chế lấy ly hỏa huyền dương giới uy lực muốn trấn áp nguyên tông kỳ tuyệt đối sẽ không đơn giản không hổ là nguyên tông kỳ a à, thật rất đáng sợ trung xu nơi tây vô tình trong miệng thì thào mà đạo nhãn thần cũng vô cùng rung động đây chính là nguyên tông kỳ cường giả lực lượng xa xa không phải nguyên hoàng kỳ có thể so bì cái kia thao thao tử hỏa phát sát phía dưới bình thường nguyên hoàng kỳ cửu trọng đều sẽ trong nháy mắt thổ huyết trọng thương căn bản không thể phản kháng nhưng trung niên nhân kia đúng là bị ung dung bài trừ khoảng khắc chi về sau tay vô tình con ngươi nổi lên tinh sáng quan mang đột nhiên trầm giọng mà nói bất quá có thể không dễ dàng như vậy cho các ngươi phá ly hỏa huyền dương giới này lúc hắn đã biết được ly hỏa huyền dương giới bị lôi vân hạt sửa đổi qua uy lực tăng mạnh kể từ đó, tay vô tình tâm lý có lớn hơn lòng tin. Chương 1192, vây khốn. Không thể trì hoãn, xuất thủ một lượt đi. Dù cho trói không được hai người này, cũng nhất định phải bọn họ hung hăng tróc một lớp da tới. Tay vô tình hướng lôi vân hạt nhìn lại, nói như vậy, cả người đều gắn vào hát bào xuống lão giả nhìn không thấy biểu tình, nhưng là không tiếng động gật gật đầu. Mà về sau, hai người đồng thời linh hồn lực điên cuồng khuynh tiết mà ra, trực tiếp tràn vào kỳ môn huyễn hồn giới ở giữa. Hai vị cường đại ngự hồn sư liên thủ mà thôi xuống, ly hỏa huyền dương giới trung như xảy ra địa chấn giống nhau, bắt đầu hung mảnh rung rẩy, nổ âm vang, ung ung, kèm theo bãi đá trên nguyên thạch nhanh chóng tiêu hao, vô lượng trong biển lửa, một đầu thân thể gần nhìn trượng hỏa long bỗng nhiên xuất hiện, phát ra gào thét tiếng, thật lớn rít gào kinh thiên động địa, liên đới lấy toàn bộ ly hỏa huyền dương giới đều ở đây lay động tên là lô ứng hồng lão giả lẳng lặng đứng ở ly hỏa huyền dương giới thương môn bên trong làm cái kia hỏa long bỗng nhiên phát sát mà ra cái kia già dạ nu mâu quan ở giữa lóe ra ánh sáng sáng chói tạch 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 hắn ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực không gian ở hỏa long áp lực phía dưới đúng là bắt đầu rạng phát sinh như đồ sứ rạng đức âm thanh cực kỳ thanh thúy hỏa long làm khoảng không vỡ áp bát phương cường hãng không ai bằng làm cho hỏa diễm không gian nhất chỗ chỗ bạo liệt mở ra giết lô ứng hồng mặt trầm như nước, phát sinh một tiếng trầm quát, một quyền hung hãn huy kích đi ra ngoài, vô lượng quan mang theo hắn nắm tay chi trên bọc phát ra, kích hóa ra một đầu hỏa diễm nộ sư thức tỉnh, cũng hoàn toàn đỏ đậm, hỏa thuộc tính lực lượng tiêu xạ, gào gừ, hỏa diễm nộ sư gào thét không ngừng, hung hăng cùng cái kia hỏa long đánh vào nhau, oanh. To lớn tiếng nổ đùng đoàn tạo nên, kinh khủng kia nộ sư trực tiếp lộn lái đi, giống như là một tòa đại sơn đập ở ở giữa hư không, từng vòng khắc sâu sóng gợn cuồn cuồn mà ra. Nộ sư khí thế trên người thoáng thì uể oải, ở lô ứng hồng vung tay lên phía dưới, liền toàn bộ tiêu tán lái đi. Mà đối diện cái kia đầu hỏa long cũng bỗng nhiên nổ nát vụn, hóa thành mưa lửa đầy trời rơi. Bên kia, trung niên nhân kia la thừa thân chỗ hung nhất tử môn, đồng dạng là có thêm một cái đáng sợ hỏa long áp bách xuống, nhưng hắn trong nháy mắt dơ cao bắt đầu ống ánh khắp nơi kiếm mang, trực tiếp đem hỏa long chém vỡ nhưng tất cả những thứ này chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Ở hỏa long tán loạn chi về sau, cháy hừng hực hỏa diễm bên trong, hỏa long lần nữa thành hình, đồng thời số lượng bạo tăng, lập tức liền xuất hiện 20 cái. Mỗi một con rồng lửa đều là nghìn trượng thân, đều là tản ra nghiền diệt hết thảy uy thế, phô thiên cái địa mà đến, phân chỗ hai mảnh không gian chính giữa la thừa cùng lô ứng hồng hai người, hai mắt trong nháy mắt hiếp lại. Mỗi bên tự thân lên, nguyên khí bạo dũng mà ra, tuyệt đối lĩnh vực lực điên cuồng bành trướng, đem phương viên mười mấy trượng phạm vi, tất cả đều nhét vào chính mình chủ tể lĩnh vực bên trong, gào gừ, từng cái hỏa long trích gào động khoảng không, thân thể vận động, hung hãn vọt vào hai người tuyệt đối lĩnh vực ở giữa, thân hình khổng lồ kia như thế rơi vào vô biên thủy vực, hung mạnh khuấy động, tướng lĩnh vực không gian vén ra vạn trọng sóng lớn, giết, la thừa trong miệng phát sinh trầm quát, áo bào phiêu phiêu, thân hình vọt lên. Cùng hai mươi cái khổng lồ hỏa long đánh nhau, nguyên tông cảnh tu vi bộc phát ra, uy thế hiển hách, kinh thiên động địa. Mà cái kia từng đầu hỏa long xung phong liều chết trong lúc đó, cũng là ở tuyệt đối lĩnh vực ảnh hưởng xuống, hành động chậm chạp không thiếu, la thừa tung hoành sông lướt, ngưng tụ ra cân nhắc chi không rõ đáng sợ cương nhận, trong không gian toàn vũ không ngớt. Trước mặt một đầu hỏa long đang điên cuồng cắn giết phía dưới, rất nhanh hóa thành toái phiến, còn lại các phe hỏa long sông ngang tới, la thừa cước bộ khởi động, thần tốc tránh né nhưng mà cuối cùng là có một cái khổng lồ hỏa lông, trực tiếp đụng vào phía sau lưng của hắn chi lên, đem thân thể đều đụng phải bay ngang. Hư, la thừa phát sinh kêu trên, khí huyết cuồn cuộn, màu quan biến được cực kỳ lạnh lùng. Trong lúc vội vàng, không gian chi lực câu động lệnh còn sót lại hỏa lông tất cả đều hành động biến được chậm chạp, la thừa lúc này mới bình yên tránh đi. Bên kia lô ứng hồng tình huống cũng không sai biệt nhiều, mỗi một đạo cường đại kiếm mang bị hắn ngưng tụ mà ra, đều sẽ đem một cái hỏa long trực tiếp chém rụng nổ lên nhưng chung quanh hỏa long thật sự là nhiều lắm cái hông của hắn bị một đạo long vĩ hung hăng quất trúng ngoài thân áo bào chớp mắt nát bấy lộ ra nhục thân chi trên xuất hiện một chút khét hỏa long bưu hãn hung mảnh phát sát ngọc đỉnh tông hai vị cường giả toàn lực mà phát động cùng từng cái hỏa long truyền đấu cùng một chỗ hai người này không hổ là nguyên tông kỳ cứ việc thỉnh thoảng sẽ thừa nhận hỏa long một kích nhưng chưa từng chân chính thụ thương chỉ là có chút khí huyết quay cuồng mà thôi. Từng tầng một nghiêm mật không gian chi lực theo bọn họ thân trên ba động xuất hiện, làm cho hỏa diễm không gian trung bày biện ra kỳ cảnh, rung động sóng gần trận trận. Hai người khí thế như hồng, cả người nguyên khí trận trận dân trào, chẳng qua theo thời gian trôi qua, bọn họ lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Hồi lâu chi về sau, hai mươi cái khổng lồ hỏa long từng bước bị chấn động diệt ở vô hình, hai gã nguyên tông kỳ cường giả, cũng khí thế yếu bớt không thiếu, ngăn chặn bọn họ một hồi tây vô tình thanh âm ở ly hỏa huyền dương giới trung vang lên truyền vào tô giật thanh hoàng đám người trong tay minh bạch tô giật cùng một đám thú hoàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng một mạch chờ ở các môn ở giữa ở tây vô tình giọng nói rơi hạ chi về sau mọi người trong nháy mắt chia làm hai tổ thanh hoàng dẫn theo phệ linh hoàng tử tượng hoàng lòng tê hoàng ba người thoáng thì xuyên thấu khắp nơi thiên hỏa diễm ở giữa dương minh âm minh đã hợp làm một thể hóa ra khổng lồ âm dương minh giao thân thế mang theo huyền quy hoàng cũng tiêu thất, bọn họ thân về sau, tô giật cùng tô tiểu soái hai người cũng cùng nhau mà đi, hai phe nhân mã, đồng thời vọt vào hai hung môn ở giữa, ưm, la thừa giết hết hết thảy hỏa long, ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực cũng tán loạn lái đi, hắn đang muốn thoáng chậm trên một hơi, nhưng bỗng nhiên đôi mắt vừa nhất, chỉ thấy ống ánh khắp nơi thanh sắc quan mang quay đầu ép che xuống, như một giải lụa, hung hăng rút ra đánh tới, lại còn dám đánh lén, nhất định muốn chết. La Thừa cười lạnh một tiếng, trong chốc lát chính là giơ tay lên quét ra một mảnh kim quang cương nhận, gào thét toàn phi, loạn vũ sông ngang, như thế có thể giết xuyên thiên địa một dạng, hoàn toàn tập kích lên cái kia thanh quang giải lụa, chớp mắt đem giết hết ở vô hình, nhưng theo sát tới, lại là một mảnh tử sắc hỏa hoạn phô thiên cái địa mà đến, cháy hừng hực, cùng chu vi kỳ môn huyễn hồn giới trong khắp nơi thiên hỏa diễm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trừ cái này tử hỏa bên ngoài, còn có ô kim quang mang tóe phát, cùng băng làm sắc năng lượng cùng trào mãnh liệt tới, vài luồng cường đại sức mạnh to lớn dân trào, nhất là cái kia băng làm sắc năng lượng, càng làm cho được la thừa linh hồn có một ít trung động, hắn tay áo bào cổ đẳng lái đi, như xúc tích sấm gió, lần nữa tuôn ra hàng vạn hàng nghìn cương nhận, dường như đến không hết hạt mưa lao ra, rầm rầm hưu, kinh khủng va chạm sản sinh, các loại bất đồng năng lượng kia này thôn phệ vướng víu, không gian bên trong giống như là thả một hồi pháo bông, sáng lạng nhiều màu nhưng cái này sáng lạng bên trong cũng là ẩn chứa vô cùng nguy hiểm mấy tôn thú hoàng này chịu chết đi la thừa ánh mắt cực kỳ lạnh lùng thân hình chợt khoảng không dựng lên đẩy ra khắp nơi thiên cuồng bạo năng lượng hung hãn xong về đối diện mấy tôn thú hoàng chỉ là mấy tôn hoàng cấp mà thôi tuy là rất là cường đại nhưng tại hắn nguyên tông kỳ trước mặt xuất thủ không khác nào là ở chịu chết rút lui nhưng mà chỉ thấy cái kia làm ra tay trước thú hoàng trong miệng trường quát chợt chính là quay đầu bước đi trực tiếp vọt vào thao thao ác diễm ở giữa. Mặt khác mấy tôn thú hoàng cũng không chậm, trong nháy mắt rút đi, biến mất. Mà đang khi hắn nhóm trì hoãn ngắn mũi này một chút thời gian bên trong, chung quanh hỏa diễm cũng là ngưng tụ ra mới tinh biến hóa. Hai trận như như thực chất cự đại tường thể chuyển hiện, một tả một hữu, đem la thừa kẹp ở giữa. Tường thể bên trong, lại là có mấy chục cái hung hãn hỏa long hiện hình, đồng thời hướng hắn phát sát mà đến. Hư! Các ngươi như thế nào chống đỡ được ta? mắt nhìn mấy tôn thú hoàng tiêu thất, la thừa không khỏi kêu to, nhưng mà này thì hai trận lớn đại hỏa diễm tường thể bắt đầu di động, hướng ở giữa dựa vào, mang theo không có gì sánh kịp lực áp bách, cần phải đưa hắn nghiền thành bột mịn, gao gư, cùng này đồng thời, từng cái nhìn trượng hỏa long thân thể cầu tinh thần, miễn vẫy nhìn qua tự như chân thực đồng dạng, chấm dứt mạnh tư thế giết hạ, mở cho ta, la thừa trong miệng bạo quát mở lời, tuyệt đối lĩnh vực lần nữa mở ra, vô hình không gian sóng gần khuếch tán ra, hung hãn cùng hai bức tường thể va chạm ở tại nhất chỗ, ung ung, tường thể lướt ngang, tốc độ cứ việc thông thả, nhưng tóe phóng xuất vô cùng sức mạnh to lớn, đè ép được la thừa tuyệt đối lĩnh vực trực tiếp biến hình, phát sinh rạng, rống rống, tại đồng nhất thời gian, mấy chục con rồng lửa phát sát, lông trảo ở giữa hư không lấy ra từng đạo màu đen vết tích, hoàn toàn mơ hồ, tất cả đều là đồng thời xông về la thừa đối mặt với lưỡng chủng bất đồng thế tiến công đồng thời hàng lâm, la thừa khuôn mặt sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Trong cơ thể hắn hết thảy nguyên khí tất cả đều bạo nổ phát, gắt gao duy trì tuyệt đối lĩnh vực không gian, thân hình càng là ở giữa hư không hoành động, quét ra từng mảnh cương nhận, cùng khắp nơi thiên hỏa long đánh nhau. Đây là một hồi kinh khủng chiến đấu, La Thừa thừa nhận rồi áp lực trước đó chưa từng có, có vài hỏa long tấn công tới, tại hắn đón đánh thời gian, tuyệt đối lĩnh vực không gian chính là chợt buông lỏng, hai trận kinh khủng hỏa tường bỗng nhiên chen gần ba thước khoảng cách, khiến cho hắn áp lực lại tăng. Mở cho ta, la thừa lần nữa đại quát, cái trán trên bắt đầu thấm ra một ít mồ hôi hột. Mặc dù là nguyên tông cảnh tu vi, lúc này ở cái này kỳ môn huyển hồn giới bên trong, hắn cũng cảm nhận được một ít khí tức nguy hiểm, như không thể đem toàn bộ kỳ môn huyễn hồn giới đều phá giải ra đi, hắn sẽ bị từng bước kéo suy sụp. Bởi vì, này chủng đối kháng tiêu hao thật sự là quá lớn. Một cái không gian khác trong, Lô ứng hồng cũng tình huống giống nhau, tình hình của hắn thậm chí so với la thừa muốn có vẻ thê thảm một ít, đơn giản là cái kia đầu cường đại âm dương minh giao, lực lượng đúng là có thể cùng nửa bước nguyên tông kỳ chống đỡ được, đột nhiên tập sát chi hạ, làm cho lô ứng hồng ngang lưng da thịt tráng tét ra, tô giật mấy người một kích tức thì lui, cho tay vô tình, lôi vân hạt hai người tranh thủ một chút thời gian, ngưng tụ ra hai trận khổng lồ hỏa tường và mấy chục con rồng lửa, hai vị nguyên tông kỳ cùng mảnh mà phát động, nhưng nguyên khí nhanh chóng tiêu hao bọn họ không phải ngự hồn sư không pháp đi qua ngự hồn sư thủ đoạn tới phá giải kỳ môn huyễn hồn giới rơi vào ở giữa chỉ biết bị động mà đối với bá vương tông mọi người mà nói chỉ cần tiêu hao đại lượng nguyên thạch liền có thể đem hai người bọn họ nguyên tông kỳ tử tử mà vây ở ở giữa kỳ môn huyễn hồn giới lại có thể thế nào như cũ đỡ không được ta la thừa rống to hơn đỉnh đầu sợi tóc mất trật tự khởi vũ như cuồng sư con ngươi bên trong càng là xuất hiện một mảnh giận giữ ánh sáng đỏ ngòm. Chương 1193, hai cái lão cẩu. Tám càng Từ bước vào nguyên tông kỳ chi về sau, La Thừa chưa từng có đụng phải cục diện như vậy, đúng là bị một tòa kỳ môn huyển hồn giới vây lại, thanh âm của hắn xuyên kim nứt đá một dạng, chấn đắc khắp nơi thiên hỏa diễm đều rung rẩy, liền hai trận hỏa diễm lớn tường đều rung rẩy không ngớt. Trong chốc lát, La Thừa cả người gân xanh nổi lên đứng lên, cơ thể trên từng cây một huyết quản phồng lên, bò đầy cả người trên xuống, cả khuôn mặt khuôn mặt cũng hiện đầy đậu giác to văn lạc, nguyên khí khuynh tiết giống như trường gian đại hà, tràn trề lực mạnh tóe phát, một hồi vô hình lực lượng quanh một tiếng khuếch tán ra, ông ông ông, ở này lực lượng phía dưới, hai trận hỏa diễm tường thể đúng là sinh dừng bước, khó có thể về phía trước, âm 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 âm, từng cái hỏa lông ở tuyệt đối lĩnh vực bên trong, cũng bị lực vô hình đè ép. Ở giữa hư không trực tiếp nổ tung lái đi, liền đập vỡ mở hỏa diễm đều chớp mắt bị nghiền diệt ở vô hình thật lớn rung động nhấc lên toàn bộ không gian đều phát ra hung mảnh lay động nổ chấn động thiên phản phất tồn tại nhất cái bàn tay vô hình nhất cái nắm toàn bộ ly hỏa huyền dương giới ở hung hăng dùng sức mạnh mẽ rung nhiều bó hỏa diễm theo không gian bên ngoài rớt rời hóa ra hỏa cầu bay lượn đầy trời người này ít nhất là nguyên tông kỳ hai trọng tu vi trung xu nơi tay vô tình sắc mặt tái nhợt giống như giấy không hề huyết sắc Bên người hắn lôi vân hạt nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng cả người khí cơ cũng uể oải không thiếu, chưa từng mở miệng nói chuyện. Hai người linh hồn lực lượng tiêu hao cực quá mức, nhưng Thủy chung còn đang duy trì ly hỏa huyền dương giới vận chuyển. Bất quá, ở bọn họ cảm giác phía dưới, cái kia nguyên tông cảnh trung niên nhân, thân trên giống như là muốn thấm ra tiên huyết tới một dạng, da thịt hoàn toàn một mảnh đỏ đậm, trong mắt đều nhanh muốn xông ra viền mắt, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, đứng vững, người không thể làm cho hắn ung dung phá khai rồi ly hỏa huyền dương giới tay vô tình chặt cắn chặt hàm răng cảm nhận được áp lực cực lớn hắn chưa từng có cùng nguyên tông kỳ chính diện đối nghịch qua lấy kỳ môn huyển hồn giới cùng với đối địch càng là đầu một hồi nhưng hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý cái này ly hỏa huyền dương giới hẳn là không pháp chân chính ngăn trở hai vị kia nguyên tông kỳ hiện tại phải làm chính là làm hết sức tiêu hao bọn họ lực lượng nếu không thì một ngày cùng hai người kia chính diện đối lập nhau sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm tình, cho dù là bá vương tông hoàng cấp cường giả một loạt mà lên, cũng không đủ đối phương giết. Tay vô tình trong lúc vội vàng lấy ra một chai linh dịch uống xuống, linh hồn lực lượng tiếp tục sôi trào không ngừng. Một bên lôi vân hạt vô thanh vô tức, cũng toàn lực làm, ung ung, ly hỏa huyền dương giới không ngừng mà rung rẩy, la thường ngoại thân hai trận hỏa diễm tường thể trì trệ không tiến, nhưng vẫn ở bộc phát thao thiên cự lực, lão phu cũng muốn biết cái này bá vương tông đến cùng có thể chống đỡ ta hai người tới mấy thì. Một mảnh khác hỏa diễm không gian trong, lô ứng hồng thanh âm già nô vang lên, cái kia một đôi nguyên bản có chút đục ngầu con ngươi, lúc này lại là toát ra vô cùng ánh sáng, như thế điện mang tiêu xạ, cảm nhận được đáng sợ rung động, cái kia đầy nếp nhăn da thịt, trong nháy mắt giống như là thổi khí giống nhau, hoàn toàn phồng lên êm dịu đứng lên, huyết quản gân xanh nhảy lên, tim càng là như trọng trống gõ một dạng, tiếng chấn động hư không hắn thi triển ra toàn lực tuyệt đối lĩnh vực bành trướng đem hỏa diễm tường thể ngăn trở theo hai vị nguyên tông cảnh ra tay toàn lực không chút nào bảo lưu phía dưới hỏa diễm tường thể bị rất nhanh để đỡ được từng cái hỏa diễm cự long tất cả đều bị tuyệt đối lĩnh vực đè ép thành hư vô không còn tồn tại mở cho ta la thừa bạo quát khớp hàm rung lên muốn rách cả mí mắt bằng vào tuyệt cường tu vi bắt đầu đem hỏa diễm tường thể hướng ra phía ngoài khước từ đi ra ngoài suy hỏa diễm tường thể ngược mà phát động, đúng là phát ra như kim loại ma sát một dạng thanh âm, nhường ê răng, hai vị nguyên tông kỳ cường giả, tứ chi đều run rẩy, như thừa nhận núi lớn vỡ áp, bọn họ cả người bắp thịt giống như là muốn nổ tung giống nhau, ở nóng rực nhiệt độ cao hơn đốt phía dưới, nóng hổi giống như là nung đỏ bàn ủi, mồ hôi còn chưa xuất hiện, liền trực tiếp bốc hơi phát tiêu thất, suy suy, tường thể đang di động, bị lực mạnh gạt ra. Ly hỏa huyền dương giới bên trong rung động không ngừng, hư không tại loại này run rẩy chi hạ đều xuất hiện mơ hồ, cảnh tượng khiếp người. Mở cho ta, theo một lần nữa bạo quát ra âm thanh, la thừa cùng lô ứng hồng hai người không hẹn mà cùng sử xuất tất cả lực lượng, một cuồng mảnh khí bá đạo, giống như là lũ bất ngờ lao ra thân thể, hung hăng tưới tuyệt đối lĩnh vực ở giữa, bọn họ ngoài thân áo bào trực tiếp cổ đã nổ tung, hóa thành từng mảnh một vải rũ xuống trong người tiến lên, âm. Một tiếng vang thật lớn thao thiên, không ai bằng kình khí vọt một cái mà ra, theo ly hỏa huyền dương giới ở giữa bạo nổ phát, nghịch tiêu mà lên, hình thành một cái to lớn khói bụi đám mây. Mênh mông năng lượng từ nơi này đám mây ở giữa khuynh tiết, như trường hạ sóng to, điên cuồng mà hướng về chu vi khuếch tán ra, lấy mỏ sơn làm trung tâm, phương viên năm 60 dặm trong phạm vi, tất cả đều là phát ra kịch liệt trung rẩy, Không được, mau ngăn cản, xa chỗ một mạch lặng lặng chờ huyền kiếm môn, lục hợp tông người tức thì kinh hãi, mỗi bên tự thi triển lực lượng bắt đầu ngăn cản loại này khí lãng trùng kích, đồng thời thân hình hướng về phía sau chật lui. Trong lúc mơ hồ, bọn họ chứng kiến mấy đạo thân ảnh theo cái kia đám mây ở giữa bị hất bay mà ra, quăng về phía cao thiên, ly hỏa huyền dương giới trung su chi chỗ, cùng bá lực quét ngang, đem tay vô tình cùng lôi vân hạt hai người tử tử mà áp hướng đại địa, tòa hạ bãi đá trong nháy mắt nổ bể ra đi, hóa thành bột mịn. Phía dưới thổ địa cũng khoảng cách bị quát đi nửa trường có thừa cũng may bọn họ xem thời cơ cực sớm, đều là cách người mình bày ra nguyên khí vòng bảo hộ, nhờ vậy mới không có bị trực tiếp giảo diệt, chẳng qua lôi vân hạt trên người bào mũ, ở trước đó đáng sợ kia lực lượng tập kích phía dưới, nhưng là bị đập vỡ vụn lái đi, phốc, phốc, ổn định chi về sau, hai người đồng thời phun ra bún máu tươi lớn, khuôn mặt trên tất cả đều một mảnh thảm bạch, tô giật tiểu tử, tay vô tình tại trên đất lộn một vòng, mới vừa cố gắng bò dậy, thân hình bỗng nhiên lắc lư một cái kém chút ngã sắp xuống, hắn nhìn về phía cao khoảng không, ý đồ từ vô tận khói bụi bên trong, tìm được tô giật đám người thân ảnh, lôi vân hạt nằm trên đất, cũng là một lát khó có thể nhúc nhích, ly hỏa huyền dương giới cáo phá, bị hai vị nguyên tông kỳ dùng tuyệt đối lực lượng, trực tiếp mạnh mẽ tạo ra. Trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng, thân chỗ trung tâm vị trí, đổi lại một dạng nguyên hoàng kỳ năm sáu trọng tồn tại, chớp mắt là có thể bị đánh chết ở vô hình, lấy tô giật cái kia loại tu vi, Bình thường mà nói, sợ là có 10 cái mạng cũng không đủ chết, nhưng tay vô tình biết, tiểu tử kia nhục thân bất phàm, càng là có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, không biết sẽ có hay không có chuyện gì tình. Trận này khói bụi cực kỳ nồng nặc, thật lâu không tiêu tan, cách mỏ sơn rất xa chi chỗ, không thiếu thế lực chạy tới cường giả, đều là bị động tĩnh như vậy hù dọa đến, thật là đáng sợ uy thế, đây rốt cuộc là bực nào chờ dạng lực lượng A. À? Có chút nhớ nhung muốn tới gần vây xem tán tu trong lòng hoảng sợ vô cùng bọn họ vạn phần vinh hạnh cũng may cái kia vô số mang yêu thú đối với hắn nhóm tiến hành khu trục không cho tới gần mỏ sơn nếu không thì lấy vừa mới khủng bố như vậy năng lượng bọn họ đứng ở phụ cận nói không chết cũng phải bị thương như vậy tầng thứ giao phong căn bản không phải bọn họ tu vi như thế có thể tham dự liền vây xem đều sẽ tồn tại mãnh liệt nguy hiểm bá vương tông ly hỏa huyền dương giới phá không biết tình huống thế nào chúng ta đi mau nhất phương chạy tới trong đám người thương vân điện tạ trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng trầm nói rằng lập tức mang theo bên người một đám cường giả nhanh chóng mà đi chạy về mỏ sơn tô giật ngươi có thể không thể chết như vậy a à? khác nhất chỗ địa phương huyết dương tông tất trưởng lão ánh mắt lòe lòe trong miệng thì thào mà nói hắn cũng không hy vọng tô giật bỏ mình tối thiểu không thể chết ở chỗ khác bởi vì đối phương trên người các loại tốt chỗ còn chưa xuống đến trong tay mình tiểu tạp toái ngàn vạn lần không nên rơi xuống trong tay của ta thiên cương môn này thời gian cũng sắp đến mỏ sơn chỗ, Hồng Cường Long trong con ngươi tràn đầy oán độc tình, lãnh nói rằng, hắn không tin tô giật hội chết đi dễ dàng như thế, cái kia tiểu tạp toái không phải bình thường, không thể khinh thường, nhưng Hồng Cường Long tin tưởng, ở Ngọc Đỉnh Tông Nguyên Tông kỳ cường giả tập sát phía dưới, tô giật tuyệt đối chạy trốn không xong, đi, hắn vung tay lên, mang theo mấy tên thiên cương môn nguyên hoàng kỳ cường giả thần tốc động tác, chạy về mỏ sơn. Còn lại mỗi bên chỗ, không thiếu chạy tới thế lực người tất cả đều là nhanh chóng động tác lấy, cửu tinh cốc đường trưởng lão độc tự mà đi, cảm nhận được cái kia vô biên lực lượng tóe phát ra tới về sau, không trên một tiếng, tiện đà cắm đầu đi về phía trước, tại hắn thân sau một khoảng cách bên ngoài, hai đạo khác thân ảnh già nua gắt gao theo đuôi, bọn họ mang theo cửu tinh cốc cốc chủ mệnh lệnh mà đến, tiểu tử, ngươi không sao chứ, mỏ sơn trên khoảng không, khói bụi còn chưa tiêu tán, tô giật bị quăng vào cao thiên bên trong này thì bên người xuất hiện nhất vị tuyệt đẹp phu nhân, đem đầu vai hắn bắt lại, mở miệng hỏi, cảm tạ tiên tử tỷ tỷ, ta không có việc gì, thân hình ổn định lại, tô giật lắc đầu, trong đầu một mảnh ngẩn ra, ù tai không ngừng, hắn thân trên yêu thần chiến khải không biết bực nào thì di chuyển hiện, đem hắn nhục thân hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Lại thêm trên kim cương chi thể cường hãn, cho nên tô giật cũng không có bị vết thương nặng đến đâu thế, chẳng qua ở đáng sợ kia rung động phía dưới, hắn một lát đều khó hoãn quá thần lai, không có việc gì là tốt rồi, ta cái kia lão già khốn nạn, vô thường tiên tử ngoài ý muốn nhìn tô giật trên người áo giáp liếc mắt, nhưng không có hỏi nhiều, mà sau cũng không thèm quan tâm hắn, trực tiếp tiến vào phía dưới khói bụi bên trong, biến mất, chủ nhân, lão đại, qua một hồi, tô tiểu soái thanh hoàng, dương minh, âm minh, phệ linh hoàng, tử tượng hoàng, long tê hoàng. Huyền Quy Hoàng cái này mấy tôn thú hoàng thần tốc súng lại bọn họ tu vi cường hãn, từng cái cũng không lo ngại, nhưng ở bá liệt trùng kích phía dưới, cũng đều hứng chịu tới nhất định thương tích, cũng may không nghiêm trọng. Ly hỏa huyền dương giới phá, tô giật trong miệng nỉ non, ánh mắt xuyên qua tầng tầng đang ở tiêu tán khói bụi, mơ hồ có thể chứng kiến phía dưới sơn thể đã bình chỉnh một mảnh, như thế bị ngưu khai khẩn qua, cái kia từng cái nguyên bản hầm mỏ đều bị vùi lấp xuống dưới, không còn tồn tại. Ngọc Đỉnh Tông hai người kia không biết ra sao, thanh hoàng khuôn mặt sắc ngưng trọng, đánh giá bốn phía, nhưng nhất thì cũng không có chứng kiến bóng người. Đi, hạ đại ca cùng lôi lão tình huống, tô giật không có đi quản những thứ này, trong đầu thoáng chậm quá một ít về sau, chính là mang theo mọi người nhằm phía phía dưới đi. Đại ca Tây vô tình cùng lôi vân hạt hai người tọa trấn ly hỏa huyền dương giới trung su, và toàn bộ kỳ môn huyển hồn giới chặt chẽ mà liên hệ với nhau, lần này thanh thế, không làm được bọn họ hội thụ thương cực trọng. Chương 1194, Ngọc Đỉnh Tông, chẳng qua như này tiểu tử, các ngươi đều không sao chứ, khoảng khắc chi về sau, làm tô giật rơi vào trước mặt, tay vô tình chính là suy yếu mở miệng nói, tại hắn trước người, vô thường tiên tử đứng thẳng, mang trên mặt một tia không che giấu được không nở cùng lo lắng, đại ca ngươi thế nào, tô giật nhíu, tay vô tình xếp bằng ngồi dưới đất lên, tình huống thoạt nhìn cũng không tốt, điều này làm cho hắn lo lắng, ánh mắt lần nữa đảo qua, lôi vân hạt càng là co ro nằm trên mặt đất, khó khăn hô hấp mồm miệng trong lúc đó càng là không ngừng ho ra tiên huyết, đại ca, ngươi và lôi lão đi chữa thương đi, còn dư lại sự tình giao cho chúng ta, tô giật hai mắt ngưng tụ lại, trầm nói rằng, hắn cũng không kịp vô thường tiên tử ở đây, thừa dịp khắp nơi thiên khói bụi vẫn còn, trực tiếp trương khai thần bí không gian, đem đại ca tay vô tình cùng lôi vân hạt đều dẫn theo đi vào, tiểu tử, cái này ngươi cầm, tuyệt đối có thể phái trên trọng dụng chỗ, tiếng nhập thần bí không gian chi về sau, tay vô tình đột nhiên ném cho tô giật một cái túi không gian, nói như vậy, tô giật tiếp bên ngoài, hơi nghi hoặc một chút, mở ra xem, cũng là cả người đều ngẩn ở tại chỗ, ngự hồn sát phù. Nhiều như vậy ngự hồn sát phù, tô giật cơ hồ là thét lên, cầm trong tay túi không gian kém chút không có nắm vững, không sai, đại ca tay vô tình cho hắn không gian đại lý, chính là giả trang đại lượng ngự hồn sát phù, đại thể nhìn một cái, có ít nhất hai ba trăm miếng, tiểu tử, đây là ta gần nhất mấy thiên chế tạo gấp gáp đi ra ngự hồn sát phù nhất cộng hai trăm sáu mươi lẻ ba miếng trong đó hai trăm sáu mươi miếng đều có ta một kích toàn lực uy năng hai quả khác tắc thì là so với ta ra tay toàn lực còn cường hãn hơn một ít một quả cuối cùng là ngự hồn phù khiên thời điểm mấu chốt sử dụng vì luyện chế những thứ này còn tiêu hao hết còn dư lại cái viên này nguyên hồn tử hỏa đan cho nên lúc này đây ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng cho ta hung hăng thu thập bên ngoài cái kia hai cái lão cẩu tay vô tình nhìn tô giật, nói như vậy, tô giật ánh mắt nhảy lên không nớt, đây hết thảy hắn đều không có dự liệu được, hắn căn bản không biết Linh Bảo các lúc nào đưa tới tài liệu luyện chế, nhưng cái này thì lại là nghĩ thông một việc tình, cái kia chính là đại ca trong ngày đột nhiên chạy đến Ngọc Đỉnh Tông phụ cận tìm kiếm mình, tiến nhập thần bí không gian, nguyên lai là vì ở nơi ấy lợi dụng cự hồn thạch, luyện chế những thứ này ngự hồn sát phù, kinh khủng nhất là... Đủ đủ 260 miếng đều có hắn ra tay toàn lực một kích quy lực nhất sau ba miếng còn muốn càng hung hãn. Tô giật cầm túi không gian bàn tay có chút trung rẩy, có những thứ này ngự hồn sát phù, đối phó bên ngoài cái kia hai gã nguyên tông kỳ, nắm chặt lại lớn một phần. Hắn nỗ lực bình phục tâm tình kích động, đi ra thần bí không gian. Vô thường tiên tử nhìn tô giật theo trước người quan đoàn ở giữa đi ra, mà tay vô tình cùng lôi vân hạt cũng là không có lại xuất hiện, không khỏi trong lòng chấn động lay động đứng lên. Hảo tiểu tử, thảo nào cái kia lão già khốn nạn nói ngươi thân trên bảo vật không thiếu. Vừa mới ở trong đó, sợ là nhất phương không gian độc lập chứ, vô thường tiên tử mở ra lông mi, liếu lưỡi hỏi, việc này lấy sau sẽ cùng tiên tử tỷ tỷ nói đi, tô giật không có giải thích cái gì, xoay người nhìn phía chu vi, muốn tìm được hai vị kiên nguyên tông kỳ cường giả thân ảnh, phá giải ly hỏa huyền dương giới, đối với hai người kia mà nói tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bởi vì hắn nhóm không phải cường đại ngự hồn sư hơn nữa tô giật tin tưởng làm bị vây nhốt người sau cùng cái kia chờ đáng sợ trùng kích tuyệt đối sẽ để hai người thụ thương bọn họ không có việc gì thật tốt quá xa chỗ huyền kiếm môn cùng lục hợp tông mười mấy người lần nữa tới gần xa xa chứng kiến tô giật đám người xuất hiện không khỏi thả lỏng một hơi vừa mới kỳ môn huyển hồn giới phá vỡ thanh thế thật sự là quá dọa người cũng may bá vương tông rất nhiều hoàng cấp đều là thập phần cường hãn vẫn chưa thụ thương quý thiên phục Lâm Chấn Dương có chút vinh hạnh, may mà tô giật không để cho bọn họ trực tiếp dính vào, nếu không thì chỉ là vừa mới cái kia một cái, hai đại tông môn mười mấy người này sợ rằng phải chết đi hơn phân nữa. Phải biết, ngay trong bọn họ đa số đều vẫn là nguyên hoàng kỳ sơ cấp, căn bản đối kháng không ở kia chờ hạo đại uy năng. Không biết Ngọc Đỉnh Tông cái kia hai gã nguyên tông kỳ thế nào? Lâm Chấn Dương trong miệng thì thào, ánh mắt bốn chỗ băng khoăn. Tô giật mấy người, này thời gian cũng đang tìm hai người kia tung tích. Được, tốt ở nơi này lúc giữa hư không có một đạo thanh âm như vậy vang lên nghe cực kỳ phiêu miễu không biết từ đâu chỗ truyền tới tô giật thanh hoàng đám người đều là mừng rỡ bọn họ có thể nghe ra thanh âm này chính là cái kiên ngọc đỉnh tông trung niên nhân phát ra hảo một cái bá vương tông xác thực là làm cho lão phu kinh ngạc a à. rất nhanh lại là một thanh âm vang lên đồng dạng phiêu hốt bất định tìm không ra cụ thể chỗ nhất trước nhất sau hai người ngưỡng nghe đều là mang theo không có gì sánh kịp tức giận, bá. Sau một khắc, có một nhẹ phong bỗng nhiên thổi qua, đem trên núi hết thảy khói bụi đều nhanh tốc độ mà thổi tan lái đi. Ở tô giật, tô tiểu soái vô thường tiên tử đám người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, hai bóng người xuất hiện ở cao khoảng không chi lên, đứng sóng vai, một trung niên nhất lão giả, cũng không chính là Ngọc Đỉnh Tông hai vị nguyên hoàng kỳ, chỉ bất quá, hai người này này thì đều là quần áo tả tơi, từng mảnh một vải động ở thân tiến lên khuôn mặt chi lên càng là đen xì xì một mảnh thu hút sự chú ý của người khác nhất chính là hai người này da thịt chi trên đều bày khắp vết máu nhiễm bụi bặm dáng dấp không gì sánh được chật vật rất giống thế tục đầu đường khất người nhưng mà nhìn thấy hai người này chi về sau tôi giật thần tình gắt gao ngưng đứng lên tô tiểu soái thanh hoàng dương minh âm minh chờ thú hoàng cũng trong nháy mắt khí cơ bắt đầu khởi động trận địa sẵn sàng đón quân địch tự liền vô thường tiên tử thân thể đều là mơ hồ căng thẳng. Bọn họ biết, như vậy hai người tuy là chật vật không chịu nổi, nhưng hắn nhóm cũng là nguyên tông cảnh cường giả, tu vi cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Ngọc Đỉnh Tông Tự hồ cũng là chẳng qua như này a à. tô giật trong lòng ngưng trọng đồng thời, cũng là cười lạnh, không che giấu chút nào mà dễu cật nói, một đám gà đất chó sành không chịu nổi một kích, hiện tại lại nhảy ra hai cái lão cậu tới cắn người các ngươi ngọc đỉnh tông, đại khái là chút khả năng này. Ánh mắt của hắn lòe lòe mà nhìn phía trên hai người, không hề sợ hãi. Cùng ngọc đỉnh tông tử thù sớm đã kết xuống, không thể còn có chỗ trống điều đình. Cho dù là đối mặt hai vị nguyên tông kỳ, tô giật cũng không thể có thể có bất kỳ chịu thua. Nghe được tô giật chính là lời nói, hai vị nguyên tông kỳ khuôn mặt sắc lập tức thì trở nên vô liêm sỉ. Tiểu nhi, đâu dám nói ẩu nói tả. Lô ứng hồng làm trước nổi giận, dương mắt quát lên hắn sống tuổi lớn như vậy, còn lần đầu tiên có người xưng hắn là lão cẩu, điều này làm cho lô ứng hồng giận không kềm được, sắp bạo tẩu, tiểu tử, ngươi đại khái chính là bá vương tông tông chủ tô giật đi. Dám giết ta ngọc đỉnh tông mấy chục nguyên hoàng kỳ, ngươi chết không có gì đáng tiếc, bên cạnh, la thừa cũng là vẻ mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi, hắn nhưng thật ra đối lập nhau tỉnh táo một chút, chỉ là hung hăng nhìn chầm chầm tô giật. Tâm lý tức giận đồng thời, cũng tràn đầy vô cùng kinh ngạc đối diện tiểu tử kia nhìn qua quá trẻ, chính là hơn 10 tuổi, lại có bản lĩnh làm cho Ngọc Đỉnh Tông tổn thất thảm trọng, hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ bị chém giết nhất tẩn, đại thương gân cốt, đổi lại bất luận kẻ nào xem ra, đây đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Quan trọng nhất là, hai người bọn họ nguyên tông kỳ đồng thời xuất động, đúng là rơi vào kỳ môn huyển hồn giới, cứ việc mạnh mẽ phá vỡ, nhưng tự thân cũng nhận được thương tích cực nặng, chiến lực mất đi hơn phân nữa, không thể không nói cái này nho nhỏ bá vương tông, quá làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, Ngọc Đỉnh Tông trêu chọc ta trước đây. Có một số việc tình đã làm, cái kia liền phải gánh hậu quả. Đạo lý này, lẽ nào các ngươi không hiểu sao, tô giật không tránh không né, tiến lên đón la thừa hung ác ánh mắt, lãnh nói rằng, hắn cả người tràn ra một tuyệt đối bá đạo ý tứ hàm xúc, thân thể đứng bút thẳng, như trường thương, một hung hãn khí độ đâm thẳng thương khung, cái kia còn gương mặt non nớt khuôn mặt chi lên, viết đầy thà gãy không công bất khuất khí phách, nhưng chấn động lay động. Ngọc Đỉnh Tông hai vị nguyên tông kỳ cường giả thấy đây, không khỏi trong nháy mắt có chút dại ra, cái này một cái nho nhỏ thiếu niên, xác thực bất phàm. Sự thực trên đối với tô giật mà nói, có một số việc tình hắn có thể tuyển trạch ẩn nhẫn, những thứ kia địch nhân cường đại, hắn có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng nếu dính đến chỗ ở mình tử người, cái kia liền không có bất kỳ chỗ trống vãn hồi. Quý hàm nặc bị bắt, hiểm chịu khuất nhục, đây là hắn không thể tha thứ việc, bất luận là Thanh Minh Tông vẫn là Ngọc Đỉnh Tông, đều cần vì này trả giá tuyệt đối đại giới. Hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, la thừa khuôn mặt sắc như trước âm trầm như nước, ánh mắt giống như bén nhọn dao nhỏ giống nhau nhìn tô giật, gằn từng chữ, chỉ tiếc, các ngươi bá vương tông thực lực chẳng qua tai tai, cùng ta ngọc đỉnh tông là địch, chỉ là tự chịu diệt vong. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có bản lãnh gì, có thể thoát được vừa chết. Trong lúc nói chuyện, một khung mạnh khí tức theo hắn thân trên phát ra, trải ra ở giữa hư không, thoáng lúc, khoảng cách rất xa tô giật đám người, tức thì cảm giác hô hấp đều khó khăn, không khí tự hồ cũng ở la thừa uy thế chi hạ khoảng cách động lại, mọi người như rất như vũng buồn, tiểu tử, cần ta giúp một tay sao? Chẳng qua nhưng là phải cho thù lao, tô giật bên người, vô thường tiên tử mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói đạo, tô giật cảm thấy ngoại ý muốn nhìn nàng một cái không nghĩ tới vô thường tiên tử dĩ nhiên là chủ động đưa ra hỗ trợ tiên tử tỷ tỷ có thể giúp một tay tự nhiên tốt nhất còn trả thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi tô giật gật đầu như thế mà đạo được cái kia thiên lão nương cũng tới thử xem nhìn chân chính nguyên tông kỳ đến cùng cường đại đến trình độ nào vô thường tiên tử ngu thu hàng thân trên bốc lên một băng lạnh khí độ khoảng cách đầy sương lạnh chu vi mười mấy trượng giống như trong nháy mắt tiếng nhập cân nhắc cửu hàng đông lạnh lẽo thấu xương một cây trường thương xuất hiện ở trong tay nàng, cán thương trong suốt, như thế hàng băng làm bằng, thả lỏng nhọn chi chỗ toát ra một điểm màu đỏ tươi, lại tự như huyết quang phục ra. Bá vương tông sở hữu người, đều muốn theo thế giới này trên tiêu thất, đối diện, lô ứng hồng trầm quát mở lời, thân thượng nguyên khí ba đồng phía dưới, hóa ra nóng rực ngọn lửa màu đỏ thắm, cháy hừng hực, hư không ở này chi hạ đều có chút mơ hồ vặn vẹo, cái kia già nua thân thể đứng thẳng, một bước đạp mở, như dẫm nát trong thiên địa mạch lạc chi lên, phát sinh trung mạnh, suy suy, la thừa cũng động vô biên duệ kim khí độ gào thét, đếm không hết cương nhận mang theo cực độ hơi thở sắc bén, như hàng vạn hàng nghìn thải điệp làm khoảng không bay lượng, bỗng nhiên tập sát mà ra, hướng về tô giật đám người phóng đi, hai vị nguyên tông kỳ cường giả đồng thời xuất thủ, tuyệt đối lĩnh vực không gian lần nữa mở ra, sợ trải qua chi chỗ, tất cả đều là chịu đến cầm cố. Chương 1195, Lão Cẩu, ngươi thử một chút thì biết. Giết, ngu thu hàng mâu quan gắt gao ngưng tụ lại, sát khí sông thẳng trời cao, rõ ràng nhu nhược nữ tử thân, cũng là tạo nên một loại tuyệt đối hung hãn ý tứ hàm xúc. Trường thương sách ngược ở tay, nàng xung trận ngựa lên trước, con đường thẳng tuôn ra, thân về sau, thanh hoàng chờ thú hoàng tất cả đều đồng thời sông ngang mà ra, trực tiếp hóa ra bản thể, dương minh, âm minh hai người hợp làm một thể. Hóa ra khổng lồ âm dương minh giao thân thế, mang theo tử tượng hoàng, Long Tê Hoàng, huyền quy hoàng nghênh trên la thừa, trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng đại chiến, vô thường tiên tử ngu thu hàng, thanh hoàng, phệ linh hoàng, tô tiểu soái bốn người, tắc thì là cùng nhau đánh tới lô ứng hồng, vô thường tiên tử một thương ở tay, hàng băng chi khí bạo dũng, trực tiếp đâm vào lô ứng hồng ngoại thân tuyệt đối lĩnh vực bên trong, sẽ mở một đạo nho nhỏ chỗ hỏng. Thanh Hoàng một cái đuôi rắn theo sát lay động khoảng không mà xuống, hung hăng quất vào chỗ hỏng chi lên, đem xé ra dài nửa trượng nước khe, tô tiểu soái hai cánh một cánh, chính là khắp nơi thiên hỏa quan thiểm động, đem nước khe tiến thêm một bước đốt thủng. Mượn như vậy cơ hội, phệ linh hoàng mang theo linh hồn thế tiến công, vô khổng bất nhập mà tập kích đi. Mà lô ứng hồng thân xông lên ra một đầu hỏa diễm mang hổ, đạp mở bốn vó, nhằm phía bốn người, bên kia, âm dương minh giao cả người miếng vẫy lành lạnh, hắc bạch lưỡng sắc quan mang hóa ra lợi kiếm chặt chém, cũng dẫn theo mặt khác ba vị thú hoàng, cùng la thừa hung hăng chiến với nhau mỗi bên sắc quan mang phục ra hóa ra thông thiên triệt địa công kích ở bên trong trời đất bay vụt giống như muốn đem cái kia thiên khung xuyên thủng làm như muốn đem vùng đất kia giết phá kinh thiên chi chiến kéo ra đây là rất hiếm thấy đến khủng bố chém giết bình thường mà nói nguyên tông kỳ cường giả rất thiếu xuất thế bình thường tình huống hạ đều là quanh năm bế quan hay là khiêm tốn hành tẩu vu thế gian không gặp đại sự tiên vu xuất thủ nhưng hôm nay này chỗ cũng là đồng thời có hai vị nguyên tông kỳ ở đây, chỉ là hai người này thì đều là thụ thương khá trọng. Tô giật ánh mắt lòe lòe mà nhìn đây hết thảy, khoảng khắc chi về sau, liền trực tiếp rơi hạ hư không, đứng ở bị di thành một mảnh bằng phẳng mỏ sơn chi tiến lên, tử tượng hoàng, long tê hoàng, huyền quy hoàng. Cái này ba vị cường đại thú hoàng, làm sao cũng gia nhập bá vương tông, xa chỗ, huyền kiếm môn cùng lục hợp tông người hẳn là hoảng sợ vô cùng bọn họ cũng đều biết bá vương tông có mấy tôn cường đại thú hoàng nhưng chỉ giới hạn trong thanh hoàng âm dương minh hoàng phệ linh hoàng mấy cái này còn tử tượng hoàng chờ nhưng vẫn không có từng thấy không nghĩ tới bọn họ cũng được bá vương tông thành viên cái này ba vị thú hoàng thực lực cũng so với trước đây muốn cường đại rồi nhiều lắm lâm chấn dương ánh mắt lòe lòe nói trong lòng có tố chi vô tận rung động tình thanh hoàng chờ thú hoàng vốn là cường hãn nhưng này thì xem ra so với truyền thuyết bên trong còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Quý Thiên Phục đối với này nhất tin tưởng. Ban đầu ở Triệu Linh bí cảnh bên ngoài, hắn cũng đã gặp qua Thanh Hoàng mấy người xuất thủ. Hơn nữa, cái kia Âm Dương Minh Hoàng cũng là phân hóa thành hai người, lại còn có thể hợp lại làm một. Chiến lược đột nhiên tăng, nhưng khó có thể tưởng tượng. trưởng môn, chúng ta muốn không nên ra tay. Mọi người chấn động lay động hơn. Niên trưởng lão nhìn về phía Quý Thiên Phục, ngưng trọng hỏi thương thế trên người của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm cùng huyền kiếm môn người tụ với nhau mà thì chiến trường bên trong dị thường kịch liệt bá vương tông cứ việc khí thế đằng đằng nhưng cũng không chiếm được tiện nghi gì chúng ta căn bản không xen tay vào được a à. quý thiên phục mắt thấy đáng sợ kia ở giữa chiến trường cảm khái nói đạo bỏ qua một bên ngọc đỉnh tông hai vị nguyên tông kỳ không nói chỉ là bá vương tông cái kia mấy tôn thú hoàng đều là một cái đỉnh một cái cường hãn còn có trong tin đồn vô thường tiên tử cũng hung hãn tuyệt luân coi như là huyền kiếm môn cùng lục hợp tông này lúc đó có tâm đi tới trợ giúp nhưng cũng không được tác dụng gì ngược lại có thể hội liên lụy bá vương tông xem trước lấy đi đợi được lúc cần thiết lại nói lâm chấn dương ánh mắt sáng quắc như thế mà đạo bên kia đại chiến bọn họ không pháp dính vào nhưng chân chính đến rồi mấu chốt cuối cùng thời khắc có thể cần bọn họ xuất thủ một lần hành động đắp định càng khôn cũng khó nói mọi người đều không nói nữa tất cả đều dùng cực kỳ rung động ánh mắt nhìn như vậy một hồi kinh khủng chém giết. Trong lòng của mỗi người, đều là tràn đầy vẫy không ra hoảng sợ tình. Bọn họ chứng kiến, những thứ kia thú hoàng bản thể đều là vô cùng to lớn, ở giữa hư không chấp động, như từng ngọn đại sơn ở lướt ngang. Mà Ngọc Đỉnh Tông hai gã nguyên tông kỳ, càng là ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực trải ra, vững vàng hạn chế bá vương tông một đám thú hoàng. Nếu không phải là hai người này thụ thương, sợ là chỉ bằng lấy nguyên tông kỳ đặc hữu lĩnh vực lực, cũng đủ để đứng ở thế bất bại, cho dù là nhiều như vậy cường hãn thú hoàng, cũng trải qua bất quá hắn nhóm mấy phen xung phong liều chết, ưm. Ừ. Tô giật tiểu tử kia đi làm gì? Đột nhiên, Quý Thiên Phục cùng Lâm Chấn Dương bọn người là chứng kiến, nguyên bản ở xa chỗ xem cuộc chiến tô giật, cũng là trực tiếp rơi xuống trong dãy núi, phía dưới, là to như vậy mỏ sơn, chỉ là theo ly hỏa huyền dương giới nổ lên, đã hóa thành một vùng bình địa. Cái kia gia hỏa còn có cái gì chuẩn bị ở sau chứ? Quý Thiên Phục bỗng nhiên ánh mắt một cái, làm ra suy đoán như vậy, nhưng mà chợt hắn lại lắc đầu, ứng đối nguyên tông cảnh tập sát, bá vương tông đã bày ra một tòa hung hãn ly hỏa huyền dương giới đến, hắn thực sự không nghĩ tới còn có cái gì còn lại tốt hơn biện pháp, đang ở Quý Thiên Phục đám người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy la thừa đem âm dương minh giao. Tử tượng hoàng đám người hoàn toàn đẩy lùi khoảng khắc bên trong, tô giật đột nhiên dậm chân mà lên, trong con ngươi nổi lên tự dưng hung ác độc địa ý hảo hảo nếm thử thứ này tư vị đi giọng điệu như vậy theo trong miệng hắn nói ra tô giật đột nhiên theo không gian đại lý móc ra mấy cái kỳ quái sự việc kèm theo bàn tay nguyên khí kích phát chợt hướng la thừa ném tới nhìn thấy cái kia mấy thứ đồ bay tới la thừa hai mắt không khỏi co rụt lại nhưng hắn còn không có làm ra phản ứng chút nào liền chỉ nghe thấy rầm 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 vài tiếng vang rền chấn động thiên dựng lên kèm theo cường hãng năng lượng trùng kích theo cái kia nho nhỏ sự việc ở giữa bộc phát ra trong lúc nhất thời như bài sơn đảo hải một dạng khí thế khuếch tán điên cuồng rung động xoe ở nơi này cùng phách lực lượng phía dưới tuyệt đối lĩnh vực không gian nổi lên sóng biển một dạng sóng gợn tiện đà lập tức bị xé rách ra la thừa thân hình không khỏi rút lui lái đi trong lòng rung rung một cái ngự hồn sát phù đây là ngự hồn sát phù xa chỗ quý thiên phục lâm chấn dương bọn người là kinh trụ không nghĩ tới tô vật cư nhiên lấy ra mấy quả ngự hồn sát phù làm cho La Thừa vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng nhận được một chút trung động, cái kia ngự hồn sát phù lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhìn ra phía dưới, tuyệt đối có nửa bước nguyên tông kỳ cường giả một kích toàn lực uy lực, sợ là không có gì trọng dụng A, à, ngự hồn sát phù hẳn là không đối phó được hai người kia. Khoảng khắc chi về sau, Lâm Chấn Dương nở nụ cười khổ, tất cả mọi người biết ngự hồn sát phù lực lượng cường đại, nhưng tại đối phó chân chính cường giả lúc, cũng là không được tác dụng quá lớn nhất là bên ngoài bá vương tông đối thủ vẫn là hai vị nguyên tông kỳ, bằng vào nửa bước nguyên tông cảnh lực lượng, vẫn không thể đối với hắn nhóm tạo thành quá lớn uy hiếp, hư. Tiểu tạp toái, ngươi cho rằng bằng vào mấy viên ngự hồn sát phù, là có thể đối phó được ta sao, cao khoảng không lên, la thừa trong miệng cũng là phát ra cười nhạt, khinh thường nhìn tô giật nói đạo, lão cẩu, ngươi thử một chút thì biết, tô giật khóe miệng chứa đựng lạnh ý. Mắt thấy la thừa thoáng thì hướng cùng với chính mình vọt tới, hắn không khỏi toàn lực ngược lại lui ra vừa may cái này thì âm dương minh giao chờ bốn tôn thú hoàng lần nữa giết đến trong nháy mắt đem la thường ngăn trở xem ra số lượng thiếu vẫn chưa đủ a à. tô giật trút đi chi về sau ánh mắt lại là chuyển hướng về phía một bên khác trong miệng nỉ non nói đạo hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn vô thường tiên tử mấy người cùng lô ứng hồng bên kia chiến trường cũng vô cùng kịch liệt song phương thực lực chênh lệch cực lớn lấy vô thường tiên tử thanh hoàng đám người thực lực rất nhanh thì bị đánh lui lái đi, chẳng qua tô giật ý bảo bọn họ không cần liều mạng, cần thực lực. Do xét thấy một cái khoảng không ngăn, hắn đồng thời lấy ra 10 miếng ngự hồn sát phù, nhất cái nhìn về phía lô ứng hồng, âm 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 âm, kinh khủng tiếng nổ tạo nên, hư không lay động, thiên khung rung rẩy. Lô ứng hồng ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực không gian, cũng trong chốc lát bị xé nứt, điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình. Hảo tiểu tử, cho lão nương hung hăng trừng trị hắn, vô thường tiên tử cười ha hả tay cầm trường thương, hung hãn chém giết. Hai bên chiến trường ở giữa đều là vô cùng kịch liệt, nhưng thấy từng mảnh năng lượng sông lên thiên không, hồ khiếu thiên địa, như vạn nhạc đủ vỡ, ngàn sóng lớn lớn hét dài, vô cùng đáng sợ. Tô giật giống như là một cái như ma trời, không ngừng ở hai bên du tẩu. Trong tay hắn thủy chung cầm một cái túi không gian, bên trong giả trang hơn 200 miếng ngự hồn sát phù, lần lượt nhân cơ hội nhảy vào đến la thừa cùng lô ứng hồng bên người, sẽ mở cái kia tuyệt đối lĩnh vực chỗ hỏng thừa dịp như vậy thời cơ, vô thường tiên tử cùng rất nhiều thú hoàng đều là dũng mãnh phát sát, lần lượt lớn đến gần hai vị nguyên tông kỳ cường giả bên người, triển khai tập sát, tô giật cùng mọi người trong lúc đó, rất nhanh hình thành một loại ăn ý, chỉ cần một đám thú hoàng bị đánh lui lái đi, hắn liền thừa dịp mà lên, ném ra ngự hồn sát phu, ngay sau đó, hắn lại sẽ trực tiếp chật lui mà đi, đi đến một bên khác, ngay từ đầu, Hắn mỗi lần ném ra chừng 10 miếng ngự hồn sát phù, tới về sau, hắn nắm lên chính là đẩu thủ ném ra chừng hai mươi miếng kinh khủng lực lượng bộc phát ra chấn thiên động địa gào thét làm khoảng không tuyệt đối lĩnh vực lần lượt bị xé nứt làm cho la thừa cùng lô ứng hồng hai người rống giận liên tục bị chấn động mạnh ở tình huống như vậy xuống bọn họ lực lượng cũng nhận được to lớn tổn hao người này tay lên tới cuối cùng có nhiều thiếu ngự hồn sát phu huyền kiếm môn cùng lục hợp tông mọi người tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên không gì sánh được chẳng qua vài cái hiệp chi về sau bọn họ chính là thấy được tô giật ném ra không thua một trăm miếng ngự hồn sát phù cái kia uy thế ngập trời đẩy ra như thế có thể hủy thiên diệt địa giống nhau nhãi con bản tọa muốn xé ngươi la thừa nổi giận tới cực điểm há mồng đại quát lên hai bọn họ lúc đầu ở kỳ môn huyễn hồn giới phá vỡ về sau liền đã thụ thương cực trọng lúc này lại luân phiên bị ngự hồn sát phù sở tập kích càng là tổn thương càng thêm tổn thương đối mặt với âm dương minh giao tử tượng hoàng long tê hoàng huyền quy hoàng bốn tôn thú hoàng hung mạnh phát sát, la thừa đối với này không làm để ý tới, lại là trực tiếp hướng về tô giật sông thẳng tới, ở thiếu niên này quấy nhiễu phía dưới, làm cho hắn lửa giận cuộn trào mãnh liệt. La thừa trong con ngươi dân lên vô biên ý sát phạt, hắn trước phải đem thiếu niên này giải quyết hết, đối thủ của ngươi là chúng ta, âm dương minh giao chờ thú hoàng kinh hải, bọn họ cũng không dám làm cho la thừa tới gần tô giật, đó là cực kỳ nguy hiểm việc. Chương 1196, cùng oanh lạm tạc bốn tôn thú hoàng đều là động vây giết đi nhưng mà la thừa cũng là quyết tâm một dạng tốc độ càng lại nhanh đến cực hạn huy tụ quét ra một mảnh đáng sợ cương nhận lượng vòng mà ra như rậm rạp chằng chịt mũi kêu hướng về phía tô giật phủ đầu đánh tới muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy tô giật ánh mắt lạnh lùng xoay cổ tay một cái lại là mấy chục miếng ngự hồn sát phù ném ra ở tiếp xúc được cái kia mảnh nhỏ cương nhận trong nháy mắt chính là trực tiếp muốn nổ tung lên, tiếng nổ thật to trung, hàng vạn hàng nghìn cương nhận đều bị nghiền diệt ở vô hình, ngô, chẳng qua lúc này đây, ngự hồn sát phù bùng nổ khoảng cách cách hắn có chút gần, làm cho tô giật bị chấn động không nhỏ, giữa cổ họng phát sinh kêu trên, khuôn mặt sắc lập tức tái nhật không thiếu, hừ, ngươi xa chỗ có thể trốn, la thừa lãnh quát, bỏ qua âm dương minh giao đám người truy kích, nhưng quay đầu mà đến. Lại là tô giật đánh ra một mảnh ngự hồn sát phù, a à ở kinh khủng bạo tạc chi về sau, trong miệng hắn phát sinh giận dữ gào thét tiếng. Một viên ngự hồn sát phù đích thật là không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng mấy chục miếng cùng nhau, đã đầy đủ khiến cho hắn rất chịu uy hiếp. Cứ việc loại này uy hiếp xa xa sẽ không trí mạng, nhưng là hội cực đại tiêu hao nguyên khí. Còn có ngươi cái này lão cẩu, cũng trở lại thưởng thức một cái tư vị đi. Tô giật mượn la thừa bị ngự hồn sát phù sở ngăn cản thời gian, lướt đến rồi lô ứng hồng phụ cận, nhất cái ngự hồn sát phù ném ra, nổ ra ánh sáng sáng chói, năng lượng cuồn cuộn không ngớt. Tại hắn đến gần thời gian, vô thường tiên tử, thanh hoàng, phệ linh hoàng, tô tiểu soái bốn người liền đã tránh đi. Tiểu hỗn đảng, ngươi hôm nay hẳn phải chết, kinh khủng bạo tạc phía dưới, lô ứng hồng ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực bị xé mở, mênh mông năng lượng trùng kích tại hắn thân lên, làm cho hắn thân trên chảy hạ nhẹ nhẹ tiên huyết, cùng nhau lên, trước hết giết tiểu tử này, la thừa rống to hơn, trực tiếp bạo tẩu. Hai vị nguyên tông kỳ cũng không tiếp tục nhìn rất nhiều thú hoàng vây công, lại là đồng thời xông về tô giật đi. Tiểu tử cẩn thận, chủ nhân cẩn thận, lão đại cẩn thận, tất cả mọi người cảm nhận được kinh hoảng tình, đều là đại quát mở lời. Đây nếu là bị hai vị nguyên tông kỳ đuổi kịp tô giật, vậy thật liền không đường có thể trốn, các ngươi còn giết không được ta. Tô giật bất chấp nhiều lắm, ngự hồn sát phù nhất cái lại một đêm ném ra, cùng này đồng thời, thân hình của hắn đang nhanh chóng chật lui lấy yêu thần chiến khải bị hắn triệu hoáng đi ra gắt gao che ở thân thể chặn phần lớn bạo tạc oai nhưng ở này phía dưới hắn vẫn là bị không thể coi thường thương thế đồng thời càng ngày càng trọng cái này ngự hồn sát phù uy lực quá mạnh không phải tô vật thực lực hôm nay có khả năng thừa nhận được dù cho có yêu thần chiến khải cùng kim cương chi thể cũng không được tiểu tạp toái nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào đối với la thừa cùng lô ứng hồng hai người mà nói bọn họ càng thêm không dễ chịu. Mỗi một miếng ngự hồn sát phù đánh ra, hết thảy lực lượng đều cần bọn họ tự thân thừa nhận xuống. Như vậy luân phiên oanh tạc, mặc dù là hai vị nguyên tông kỳ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Cái này tô giật thân trên nếu thật là có mấy ngàn viên loại này ngự hồn sát phù, chỉ là như vậy hao tổn nữa, đều có thể đưa hắn nhóm dây dưa đến chết. Không lâu sau chi về sau, vô luận là la thừa vẫn là lô ứng hồng, đều là thân trên da thịt quay, có máu tươi chảy như dòng nước, giết hai người nổi giận, điên cuồng tuôn ra, nhanh dùng xong sao, tô giật cầm túi không gian, trong miệng cô nang một câu, ngự hồn sát phù dùng gần hết rồi, chỉ còn hạ hơn mười miếng, trong đó còn có hai quả màu đỏ ngự hồn sát phù, cùng mặt khác một viên ngự hồn phù khiên, đã như vậy, vậy hãy để cho các ngươi nhất sau lại thoải mái một chút đi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, một hơi đem tất cả ngự hồn sát phù toàn bộ lấy ra. Lúc này đây, hắn không hề bỏ chạy ngược lại là lẳng lặng chờ la thừa cùng lô ứng hồng hai người con đường thẳng giết tới gần mắt thấy tô giật cư nhiên không hề chạy trốn hai vị nguyên tông kỳ tất cả đều ánh mắt trong nháy mắt ngưng lại ý thức được không ổn nhưng cái này thì đã muộn bọn họ cự ly này thiếu niên đã chỉ còn lại không tới mười trượng khoảng cách giết tô giật khóe miệng nổi lên lạnh lùng tiếu ý phát sinh đại quát tiếng thừa lại hạ tất cả ngự hồn sát phù tất cả đều trong nháy mắt văng ra ngoài rầm 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 kinh khủng bạo tạc ở giữa hư không đẩy ra như diệt thế khí lãng khổng lồ trùng kích dễ như trở bàn tay quét ngang tất cả hai vị nguyên tông cảnh tuyệt đối lĩnh vực không gian thoáng thì bị kéo thành nát bấy lệnh hai người trực tiếp bại lộ ở tại vô biên năng lượng cuồng triều ở giữa hơn 10 miếng ngự hồn sát phù ở giữa có hai quả màu đỏ chính là tay vô tình khuynh lực luyện chế mà ra thậm chí so với hắn một kích toàn lực còn cường hãng hơn rất nhiều như vậy lực lượng toàn bộ trùng kích ở tại la thừa cùng lô ứng hồng thân tiến lên chủ nhân lão đại thanh hoàng tô tiểu soái đám người cũng không có cảm thấy vui mừng ngược lại tất cả đều hù dọa tô giật cách hai người kia quá gần ngự hồn sát phù lực lượng như tác dụng tại hắn thân lên tất nhiên sẽ mang đi tổn thương trí mạng bất quá đang ở cái này năng lượng bộc phát ra trong nháy mắt tô giật chỗ chi chỗ cũng là trực tiếp bốc lên một mảnh ánh sáng màu xanh hình thành một cái nghiêm mật vòng bảo hộ đem thân thể vững vàng bao phủ ở bên trong, rầm rầm rầm, làm tất cả uy thế diệt hết, một bóng người trực tiếp rất hạ hư không, thẳng đến sắp rơi xuống đất mới vừa miễn cưỡng ổn định lại, thân ảnh ấy chính là tô giật, hắn che ngực rơi vào mỏ sơn chi lên, đó là ngự hồn phù khiên, tô tiểu soái, thanh hoàng đám người đều là đại hỷ, tô giật ở ngự hồn phù khiên bảo vệ phía dưới, cũng không tính mệnh chi ưu, thật tốt quá. Xa chỗ huyền kiếm môn cùng lục hợp tông người cũng đều mừng rỡ không thôi, tô giật không có gì đáng ngại, bọn họ cũng yên tâm lại. Mà thiếu niên kia hôm nay gây nên quá kinh người, xem hai vị kia nguyên tông kỳ, dĩ nhiên thân trên đều là bị trọng thương, khí tức so với lúc trước lại là yếu đi rất nhiều xuống dưới, quá kinh khủng. Nhiều như vậy ngự hồn sát phù đánh ra, hai tông cường giả rung động không ngớt, nhưng không hiểu cảm giác được thần thanh khí sản, chiến đấu như vậy bọn họ chưa từng có xem qua, hôm nay là là lần đầu tiên nhìn thấy, trở nên chấn động lay động tiếp liền dựa vào các ngươi. Mỏ sơn chi lên, tô giật che ngực, nhẹ nhàng nói đạo, dù cho nhất sau bằng vào ngự hồn phù khiên, hắn chính là thụ thương rất trọng, cũng nửa không pháp xuất thủ, để chúng ta tới giải quyết cái này hai cái lão cẩu đi. Tô tiểu soái thanh âm truyền ra, hắn hai cánh tấn công, cùng vô thường tiên tử cùng một đám thú hoàng tuôn ra, lần nữa xông về hai vị nguyên tông kỳ cường giả, lại không có ngự hồn sát phù đi. La thừa cùng lô ứng hồng tất cả đều là thần tình âm lãnh, quét mắt phía dưới tô giật liếc mắt chi về sau liền không còn quan tâm xoay người cùng một đám thú hoàng chém giết với nhau một hồi kinh khủng chém giết tiếp tục kéo ra lúc này đây hai vị nguyên tông kỳ bị to lớn thương tích không hề như lúc trước vậy dáng vẻ bệ vệ sặc sỡ không biết lúc này đây bá vương tông có hay không có thể chân chính ngăn trở hai người kia niên trưởng lão ánh mắt lấp lóe không ngừng thì thào nói đạo hai vị nguyên tông kỳ này thì còn dư lại thực lực đại để chỉ tương đương với thời kỳ toàn thịnh 34 thành tả hữu, loại đáng sợ này tổn hao, đối với hai người mà nói cũng chuyện cực kỳ nguy hiểm tình, khó mà nói a à. Hai người kia dù sao cũng là nguyên tông kỳ, muốn chân chính đánh chết bọn họ, vẫn là quá khó khăn một ít, quý thiên phục nói tiếp, lắc đầu nói đạo, lâm chấn dương không tiếng động gật đầu, biểu thị nhận đồng, sự thực cũng quả thực như vậy, nguyên tông kỳ quá cường đại rồi, theo thời gian trôi qua, chiến đấu không gì sánh được kịch liệt nhưng tại chiến trường bên trong tình thế lại cũng không ở bá vương tông một phe này hai vị nguyên tông kỳ bởi vì ngự hồn sát phù quấy nhiễu mà giận dữ tâm tình lúc này cũng dần dần thư giãn xuống chỉ cần thiếu niên kia đã không có ngự hồn sát phù cái kia liền không đủ gây sợ này thú hoàng cứ việc cường hãn nhưng dù sao cũng chỉ là hoàng cấp mà thôi tuyệt đối không thể chân chính so sánh với bọn họ nghĩ không được mấy tôn thú hoàng sợ là muốn không chịu nổi hồi lâu chi về sau tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt. Hai vị nguyên tông kỳ khôi phục nên có khí thế cùng phong độ, dù cho thực lực rất là hao tổn, cũng tuyệt đối không phải một đám hoàng cấp có khả năng chân chính đối kháng. Một đầu cường tráng vô cùng ô kim long tê bốn vó đạp ở giữa hư không, mỗi một bước rơi hạ đều là như đại sơn đập xuống, giống như một tòa hùng vĩ dãy núi đang di động, hung hăng đánh về phía la thừa. Không có gì sánh kịp hung hãn oai bạo nổ phát, lòng tê hoàng đỉnh đầu độc giác phát sinh sáng chói ô kim ánh sáng, giống một thanh cái dùi đâm vào, hung mảnh đâm vào tuyệt đối lĩnh vực không gian ở giữa, nhưng mà thân hình thoáng thì ngưng trệ, tốc độ giảm nhiều, kinh khủng đè ép lực dân trào tới, đem hắn da thịt đều chèn ép tráng ra tiên huyết, hư, la thừa lạnh trên một tiếng, tránh thoát âm dương minh giao nhớ giao vĩ bạo kích chi về sau, thân hình toàn phi mà ra, trong nháy mắt lớn đến gần lông tê hoàng, một chưởng nặng nề mà đánh tại đây đầu chi tiến lên, bùng bò o, trâu ở tiếng kinh thiên động địa, long tê hoàng thân thể cao lớn lật lăn ra ngoài đem hư không đập ra từng vòng đáng sợ rung động đáng sợ kia uy thế cũng khoảng cách bị nghiền diệt ở vô hình bá vương tông người nên trảm giọng điệu như vậy theo la thừa trong miệng nói ra mượn đẩy lùi long tê hoàng lực phản chấn hắn thân thể bắn ngược thân trên đổ nát quần áo phiêu diêu phô hiển ra một đặc biệt bá đạo ý nhị giết chỉ thấy hắn bỗng nhiên lướt đến rồi tử tượng hoàng phụ cận tuyệt đối lĩnh vực lực tử tử mà đem khổng lồ kia tử hỏa cùng tượng cầm cố tiện đà một tay vương, giống như thần nhân lấy tay kéo nguyệt, nhất cái nắm lấy tử tượng hoàng cái kia trường tiên một dạng vòi voi, ngũ chỉ đâm vào vòi voi huyết nhục, lên cho ta, bảo quát tiếng truyền ra, la thừa lực phạt đương thế, cánh tay khúc khởi, kéo lấy lấy tử tượng hoàng tự như là núi thân thể nặng nề, trực tiếp vung mạnh, hung hăng văng ra ngoài, oanh. So với la thừa thân thể muốn cường tráng bàn đại gấp trăm lần tử tượng hoàng thân thể, trong nháy mắt vẽ ra một đạo đường thẳng cái hung hãn đập trúng chính nhân cơ hội phát sát mà đến huyền quy hoàng thân tiến lên hai vị thú hoàng chạm vào nhau bộc phát ra chấn động thiên ầm vang làm như đổ một tòa núi cao giống nhau đồng thời lăn lộn mà ra thẳng đến bay ra ngoài mấy trăm trượng mới vừa miễn cưỡng ngừng đáng chết mắt thấy một màn này phát sinh âm dương minh giao há mồm trống to hơn tiếng gầm kinh thiên động địa một cái dao vĩ từ trên mà xuống hung mảnh kích ra đánh thẳng la thừa đỉnh đầu sức mạnh to lớn thao thao tinh thần phong bằng khoảng không mà sinh, huyết phạt vạn vật, như có thể mở thiên, liên tiếp đẩy lùi ba vị thú hoàng, la thừa lúc này đây nhưng không có tránh thoát cái này một cái giao vĩ tập sát, thân hình nhạo tới trước cần phải tránh né, nhưng vẫn là bị giao vĩ nặng nề mà quất vào hậu bối, phanh, phốc, nhất thanh muộn hưởng phát sinh. Tiện đà la thừa trong miệng trực tiếp phun ra một đạo máu tươi, thân thể ở giữa hư không một cái lão đảo, kém chút một đầu ngã quỵ. CVT chương mới nhất ạ, à, nghĩ ống mấy ngày mà lão tác bạo ác quá, chương 1197, ác chiến. Âm dương minh giao lực lượng đã không sai biệt lắm đạt tới nửa bước nguyên tông cảnh tình trạng, như vậy một kích, làm cho vốn là bị thương nặng la thừa cũng có chút đối kháng không được, hắn lưng hơi công, khuôn mặt rũ xuống, hung ác nhãn thần cũng là dơ lên, khóe miệng tiên huyết chảy xuống, nhìn chăm chú về phía lại là đánh tới một đạo hắc bạch quan trụ, cút ngay cho ta. La thừa đại quát mở lời, như tráng xuân lôi, tuyệt đối lĩnh vực bỗng nhiên một cái co rút lại phía dưới, liền đem cái kia hắc bạch quan mang chèn ép phát sinh chói tai ông Minh Chi Thanh, xuất hiện rạng, lần nữa một mảnh đáng sợ cương nhận tịch quyển mà qua, toàn bộ hắc bạch quan trụ chính là đột nhiên phá toái, lại bị không gian lãnh vực nghiền thành vì bột mịn, la thừa thân thể đã đứng thẳng, hắn hai chân bước cương đạp đấu, trực tiếp tiến lên đón âm dương Minh Hoàng. Một người một giao triển khai quyết tử đấu tranh, hắc bạch hai sắc quan trụ hình thiên sát địa, vô tận cương nhận toàn phi như dệt rưỡi, thành thế kinh người. Cuối cùng La Thừa lần nữa bị âm dương minh giao nhất trảo xé trung lòng ngực, da tróc thịt bông, huyết nhục tung bay. Mà hắn cũng một chưởng vỗ ở tại âm dương minh giao đầu chi lên, đem đánh trúng bay ngang ra ngoài, khổng lồ giao thân như dãy núi ở giữa hư không lăn lộn không ngớt, giết. Cái này lúc, tử tượng hoàng, Long tê hoàng, huyền quy hoàng ba người chậm quá một hơi đến, lần nữa phát sát tới, tử tượng hoàng vòi voi quyển khúc, vô lực rũ xuống xuống, thân trên cũng một mảng lớn huyết nhục lõa lồ, cực kỳ khiếp người. Long tê hoàng đầu chi trên xuất hiện một đạo sâu đậm lõm xuống, tả nhãn sưng đỏ, hầu như không pháp mở. Mà huyền quy hoàng sau lưng chi lên, vỏ rùa xuất hiện một cái bàn tay chiều rộng nứt khe, có dịch thể theo trung chảy ra. Cái này ba vị thú hoàng nhìn qua đều là không gì sánh được thê thảm, nhưng cái này thì tất cả đều hẳn không sợ tử địa phát động lại một vòng xung phong liều chết. Bên kia, vô thường tiên tử cùng thanh hoàng mấy người tình huống chiến đấu hầu như tương đồng phệ linh hoàng đeo trên người lấy hàng băng chi khí như ngô công một dạng rắn bản thể ở giữa không trung lóe lên mà phát động có đại lượng da thịt nước ra tô tiểu soái thanh hoàng vô thường tiên tử ba người cũng đều có trọng thương trong người bọn họ bị lô ứng hồng từng nhát lửa cháy bừng bừng đốt cháy công kích khí tức dần dần suy yếu giết mọi người trong miệng tất cả đều bộc phát ra một lần lại một lần tiếng họ giết bị hung mảnh lực lượng đánh bay chi về sau, bò dậy lần nữa xung phong liều chết, dũng mảnh không chịu nổi. Từng đoàn quang mang ở giữa không trung nổ tung, có máu tươi vẫy xuống, nhiều mưa phùn tróc trách, tiểu soái thanh hoàng, phía dưới, tô giật điều tức một hồi sau mở hai mắt ra, nhìn thấy phía trên tình hình chiến đấu, không khỏi nắm chặt nắm tay, hắn tu vi không đủ, càng là trọng thương trong người, vô lực đi chiến, nhưng nhìn mọi người thụ thương, tô giật tâm lý cùng dao đâm giống nhau, xa xa quý thiên phục, Lâm Chấn Dương, niên trưởng lão đám người, tất cả đều là thần tình phát trung sợ, bá vương tông người chiến đấu bên trong quá hung hãn, làm như không sợ chết giống nhau, bất quá hắn nhóm cũng có thể nhìn ra được, La Thừa cùng Lô Ứng Hồng hai người cũng không phải là đặc biệt ung dung, trong lòng sợ rằng càng là bị khuất, làm nguyên tông cảnh cường giả, ở trong mắt bọn họ, hoàn cấp cường giả hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhưng bá vương tông mọi người thật sự là quá cường đại rồi, bình thường thú hoàng vốn là ở thiên phú trên so với nhân loại chiếm giữ ưu thế, như thanh hoàng chờ yêu hoàng kỳ bác trọng người, lại có thể nghiền ép một dạng nguyên hoàng kỳ cửu trọng, lại thêm trên la thừa cùng lô ứng hồng ở mạnh mẽ phá vỡ ly hỏa huyền dương giới thời điểm, đều bị thương rất trọng, cho nên cái này thì cùng một đám thú hoàng truyền đấu xuống, tuy là chiếm giữ thượng phong, nhưng là chịu thiệt cự đại, tiếp tục như vậy, bá vương tông vẫn là gánh không được. Lục hợp tông phùng khải tông trưởng lão hung hăng nuốt hạ một bãi nước miếng thì thào mà đạo, hai tông người tâm lý đều phi thường lo lắng, nhưng này thì lại không có pháp xuất thủ, cho dù là tu vi mạnh nhất quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người tiến lên, cũng không được bao nhiêu tác dụng, cái kia chờ tầng thứ giao phong, bọn họ hoàn toàn không xen tay vào được, thực sự là tốt một trận đại chiến, đang ở huyền kiếm môn cùng lục hợp tông mọi người trong lòng vô cùng sợ hãi thời khắc, đột nhiên có thanh âm như vậy từ phương xa truyền đến, quay đầu mà trông, liền thấy một đầu bàn đại loài chim mang yêu thú thần tốc tiếp cận, chính là yêu hoàng cảnh tọa kỵ. Ở nơi này mang yêu thú lưng lên, đứng thẳng mấy đạo thân ảnh. Một người cầm đầu thân thể bút thẳng, cẩm yên ngọc mang, tay áo phiêu diêu, chương hiển cường hãn uy thế, tại đây người sau lưng, cũng từng cái tản ra nguyên hoàng kỳ cao cấp khí tức, không giống bình thường, chứng kiến những người này đến, quý thiên phục, lầm chấn dương đám người không khỏi mí mắt co rúng đứng lên, trong lòng tuôn ra nồng đậm hơn gánh ưu chi tình. Hồng Cường Long là Thiên Cương môn, bọn họ cư nhiên đến rồi. Quý Thiên phục khuôn mặt sắc thâm trầm, mâu quan càng là ngưng đứng lên. Cái này Hà cũng không hay a, à. Lâm Chấn Dương cũng cảm nhận được khẩn trương, trong ánh mắt nổi lên sóng lớn. Huyền Kiếm môn cùng Lục hợp tông người tất cả đều phi thường tin tưởng Bá Vương tông cùng cái kia Thiên Cương môn trong lúc đó tồn tại không chết không thôi thăm cừu trước có thiên cương môn thiếu môn chủ hồng kiếm thu cùng rất nhiều đệ tử trẻ tuổi chết bởi tô giật thủ, sau có hơn 10 vị nguyên hoàng kỳ tán thân ở bá vương tông ly hỏa huyền dương giới bên trong, đây là một khoảng không hơn không kém tử thù, không thể hóa giải, ở cưu hận như vậy phía dưới. Thiên cương môn một mạch cần phải đem bá vương tông ngoại trừ chi cho thống khoái, nhất là đối đãi tô giật, cái kia hồng cường long sợ là hận không thể thực kỳ nhục, ngủ bên ngoài gia, vì con trai độc nhất báo thù nhãn hạ bá vương tông người cùng ngọc đỉnh tông kịch chiến say sưa thiên cương môn đột nhiên giết đến cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt một khi bọn họ xuất thủ bá vương tông tuyệt đối nguy hiểm cũng đều là hoàn cấp không có nguyên tông kỳ đến không lâu sau chi về sau theo thiên cương môn khổng lồ kia loại chim mang yêu thú lớn đến gần quý thiên phục cảm giác được phía trên mọi người khí tức không khỏi dài ra một hơi tới thiên cương môn chính là nhị lưu thế lực môn trung cũng tuyệt đối tồn tại nguyên tông kỳ nội tình như có nửa mạnh như vậy người tới, tình huống kia chính là không xong tới cực điểm. Hôm nay huyền kiếm môn cùng lục hợp tông đều không yếu, nhưng cùng thiên cương môn so với, hai người điệp gia phía dưới, cũng không đủ nhân gia trà đạp, hoàn toàn không giúp được bá vương tông nhiều lắm. Dù sao, cái kia hồng cường long đã là nửa bước nguyên tông cảnh tu vi, phá lệ cường hãn thiên cương môn tất nhiên là lai giả bất thiện, chúng ta cẩn thận một chút, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Lâm Chấn Dương gương mặt trầm giống như là hàng băng giống nhau, lạnh lùng nói đạo bọn họ không khó tưởng tượng thiên cương môn này đi tới cuối cùng vì chuyện gì đối phương không có nguyên tông kỳ đồng hành cũng không giả nhưng nếu như bá vương tông bên kia tình thế lạc định khó tránh khỏi bọn họ hội nhân cơ hội xuất thủ đối với tô giật đám người đi một đòn tất sát bất kể nói thế nào quý thiên phục cùng lâm chấn dương nếu đã tới nơi đây cái kia thì nhất định sẽ đứng ở bá vương tông một bên thay bọn họ làm cái kia nhất sau một đạo thủ hộ cái này cũng là tô giật không cho bọn họ sớm trộn dụng ý, bá, khổng lồ loài chim mang yêu thú nhất lên một hồi cuồng phong, dừng ở mỏ sơn phụ cận giữa không trung, hồng cường long nhàn nhạt liếc mắt một cái huyền kiếm môn cùng lục hợp tông phương hướng, giữa cổ hồng hừ lạnh một tiếng, mà sau ánh mắt dời, một tay cổng ở thân về sau, không tiếp tục nhìn nhiều bọn họ, ở thiên cương môn trong mắt, hai cái này tông môn còn không đáng nhắc đến, tương đối mà nói, bây giờ huyền kiếm môn, lục hợp tông thực lực liền bá vương tông đều xa xa không kịp, cái này bá vương tông thật đúng là quá mạnh, cư nhiên có thể cùng hai vị nguyên tông kỳ chiến tới mức như thế. Theo quan chiến, thiên cương môn ở giữa có lão giả phát ra tiếng, mang theo vô cùng chấn động lay động nói đạo, bọn họ chứng kiến, la thừa cùng lô ứng hồng tất cả đều thụ thương khá trọng, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Một cái nho nhỏ bá vương tông, cư nhiên tử tử mà kéo lại hai vị nguyên tông kỳ cường giả. Hôm nay nhất định phải bình định bá vương tông, làm cho bọn họ triệt để theo thế giới này trên tiêu thất cái kia tô giật càng là phải thừa dịp sớm gạt bỏ nếu không thì thời gian một lúc lâu không có bao nhiêu người còn có thể đè ép được hắn cũng có người phát ra thanh âm như vậy không gì sánh được lạnh lùng bao quát hồng cường long trong lòng đều xuất hiện nghĩ như vậy phát cái này bá vương tông mỗi một lần nhìn thấy thực lực đều có tăng mạnh cương nhiên lại tăng thêm mấy tôn cường đại thú hoàng còn có nhất vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng tộc cùng phu nhân cũng không biết cái kia tô giật đến cùng có bực nào chờ dạng bản lĩnh có thể làm cho nhiều như vậy cường giả gia nhập vào bá vương tông dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp sợ là không cần mấy năm bọn họ thiên cương môn khuynh xào mà ra cố gắng đều đấu bất quá đối phương loại này sự tình hồng cường long tuyệt đối không cho phép phát sinh nhất định phải đưa hắn nhóm bóp chết ở nơi ở giữa tô giật tiểu tử kia ở nơi ấy rất nhanh có người phát hiện tô giật ở gò núi trên ngồi xếp bằng thân ảnh hắn không trốn khỏi, bá vương tông tất diệt không thể nghi ngờ. Hai vị nguyên tông kỳ xuất thủ, bọn họ chỉ có một con đường chết, liếc thiếu niên kia thân ảnh liếc mắt, hồng cường long nghiến răng nghiến lợi, mang theo nồng nặc hận ý nói đạo, tiểu tử kia tuyệt đối trốn không thoát, này thời gian cũng không có nhất định lập tức xuất thủ, nhãn hạ chiến tình thế trong sân đã một mảnh sáng tỏ, bá vương tông tuyệt đối không pháp chống lâu lắm, bọn họ chứng kiến hai vị nguyên tông kỳ cường giả ở giữa hư không tung hoành xung phong liều chết, lực phạt đương thế, đáng sợ công kích theo trong tay bọn họ đánh ra, sở hữu đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Mà cái kia từng vị thú hoàng, tắt thì là một cái hai trọng mắt hoàn toàn đỏ đậm, vằn vện tia máu, cắn răng tấn công, giết, khang khang ngôn ngữ tiếng theo thanh hoàng đám người trong miệng hô lên, khang cả giọng. Phệ Linh Hoàng tuôn ra một đạo băng lam sắc hàng khí trường thương, đâm trách lô ứng hồng tuyệt đối lĩnh vực, nhưng ở đối phương hai trượng bên ngoài đình trệ mà lô ứng hồng không biết bực nào thì sử dụng nhất tôn to lớn ngọc đỉnh một cái hung hăng đánh vào phệ linh hoàng bản thể thân thể chi tiến lên quanh một tiếng giống như ngô công một dạng phệ linh hoàng bản thể trực tiếp rơi đập nửa khoảng không nặng nề mà ngã ở dãy núi chi lên mảng lớn khối đá bị chấn lên sơn thể càng là hạ xuống mấy trượng sâu tốt nửa ngày phệ linh hoàng cũng không có nhúc nhích phát sinh không biết sống hay chết chết đi cho ta lô ứng hồng trầm quát mở lời Ngọc Đỉnh hoành khoảng không mà phát động, lại là một cái đánh vào vô thường tiên tử lòng ngực chi lên, đưa nàng đánh bay, vừa đi hơn 10 dặm, rơi vào hoàn toàn hoang lương dãy núi trong lúc đó. Thừa dịp thời cơ này, thanh hoàng một đạo cột sáng màu xanh giết mở lĩnh vực không gian, thoáng thì tập kích trung lô ứng với hồng vai trái, trong nháy mắt huyết nhục nổ tung, lộ ra u mịch xương cốt, chết. Lô ứng hồng lần nữa bạo quát, cước bộ ở giữa hư không liên tục khởi động, bác bộ cản thiền một dạng lớn trên thanh hoàng, thương lão nếp nhăn nắm tay bá nhưng đánh mạnh, liên tiếp chủy trung thanh hoàng đầu, ngao ngao, thanh hoàng trong miệng phát sinh tru lên, thân thể lăn lộn, không gian rung động, lão cẩu, nhận lấy cái chết, tô tiểu soái kịp thời chạy tới, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm quan trụ, trực tiếp tập kích ở lô ứng hồng hậu bối chi tiến lên, chương 1198, chí cường sinh linh oai. Âm, cái kia già nua thân thể một cái nhào tới trước, như muốn ngã lăn xuống đất hậu bối trên da thịt bầy nhảy cháy đen, tí tách rung động, ở lô ứng hồng ngừng tay chi về sau, thanh hoàng khổng lồ minh xà thân lăn lộn rớt. Rơi cao thiên, nhập vào dãy núi, lại không động tỉnh, tiểu tạp toái, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lô ứng hồng giận dữ không thôi, như thế lệ quỷ giống nhau nhìn chầm chầm về phía thân sau con kia kỳ mạo xấu xí chim nhỏ, lúc này hắn bên trong tâm lý tràn đầy lợi khí. Đi tới bá vương tông phía trước, lô ứng hồng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, một cái nho nhỏ bá vương tông cư nhiên hung hãn như vậy, đúng là làm cho hắn chịu thiệt như này chi quá mức, bỏ qua một bên kỳ môn huyển hồn giới không nói chuyện, chỉ là cái kia mấy vòng ngự hồn sát phù cuồng oanh lạm tạc, hơn nữa một đám thú hoàng cùng nhân loại phu nhân hung hãn tập sát, liền đã làm cho bọn họ cả người lực lượng sắp hao hết, đường đường nguyên tông kỳ cường giả rơi tới mức như thế, không chỉ có là trong lòng chấn động lay động, đồng thời cũng có vô tận khuất nhục, lão cẩu. Nhìn ngươi làm sao có thể giết được ta, tô tiểu soái mở miệng vỗ cánh tấn công mảng lớn hỏa quan nhảy khoảng không mà ra đốt xuyên tất cả đem lô ứng hồng ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực không gian đều là cháy sạch biến hình cái kia nóng rực hỏa diễm phản phất cửu thiên thần hỏa giống nhau không gì sánh được đáng sợ giết lô ứng hồng hô to vững vàng giam cấm tuyệt đối lĩnh vực không gian không cho cái kia hỏa diễm chân chính gần người đồng thời khống chế được đại đỉnh bay ra giống như mười vạn đại sơn vỡ áp mà xuống đem tô tiểu soái toàn bộ bao phủ ở bên trong toàn bộ đại đỉnh mang theo không có gì sánh kịp uy thế áp bách lấy tốc độ cực nhanh đập xuống phía dưới dãy núi oanh kinh khủng nổ đùng tạo nên khói bụi bay tán loạn loạn thạch xuyên khoảng không nổ chấn thế dãy núi xuất hiện một cái gần mười trượng sâu hố to chung quanh núi đá càng là như giống như mạng nhện rạn nứt ra hướng về bốn phía lan ra kéo dài hư lô ứng hồng lạnh trên một tiếng vẫy tay đại đỉnh ông ông bay trở về trong tay hắn lạnh lùng nhìn hố to bên trong, nhìn thấy không có một lát không có động tĩnh, liền hồng học mà bắt đầu thở hồng học, con kia chọc người sinh chán ghét chim nhỏ bị đánh rơi, hoàn toàn ở hắn tính kế bên trong, cũng không ngoài ý, chỉ là một trận chiến này, hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, cả người lực lượng mười không còn một, đây là một hồi ác chiến, không cách nào tưởng tượng, làm cho lô ứng hồng thụ thương cực trọng, tiểu soái tiểu soái đại nhân, bên kia, âm dương minh giao, tử tượng hoàng đám người gian nan chiến đấu bên trong, cảm giác được tình huống của bên này, không khỏi đều là kinh hô thành tiếng. Mà ở xa chỗ xem cuộc chiến quý thiên phục cùng lâm chấn dương một lòng cũng đều sắp lên, tô tiểu soái cùng tô giật quan hệ không bình thường, hơn nữa con kia chim nhỏ cực kỳ bất phàm, lúc này lại là bị nặng nề mà nhập vào dãy núi, không biết sinh tử, tiểu soái tô giật hai tay nắm thật chặt. Móng tay đều đâm vào huyết nhục bên trong, nhưng không cảm giác được đau đớn, hắn gắn gượng đứng lên, muốn chạy đi tra xét một cái tô tiểu soái tình huống nhưng thân hình bỗng nhiên một hồi lay động trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất giết trên khoảng không âm dương minh giao tử tượng hoàng long tê hoàng huyền quy hoàng bốn tôn thú hoàng phát ra kinh khủng gào thét tiếng tiếp tục hướng la thừa phát sát mấy người đều ở đây đẫm máu thụ thương cực trọng đã là đang dùng sau cùng lực lượng tiến hành chống lại sợ là không được bao lâu bọn họ cũng sẽ đi vào tô tiểu soái vô thường tiên tử thanh hoàng phệ linh hoàng bốn người sau bụi, toàn bộ bị trấn áp xuống, đáng sợ chiến đấu đang tiếp tục, từng đạo năng lượng nhảy vào trời cao, giết phá thương khung, huyền kiếm môn, lục hợp tông mọi người, tất cả đều khóe mắt nhảy lên, trở nên cảm thấy chấn động lay động cùng hoảng sợ, như này ác chiến, nhưng cảm thấy kinh sợ, tại hắn nhóm xa xa thiên cương môn mọi người, cũng đều từng cái da mặt co giật. Vì bá vương tông hung hãn cảm thấy rung động, tất cả nên kết thúc, lô ứng hồng chậm mấy hơi thở chi về sau, Thương lão đục ngầu ánh mắt lần nữa chớp động, hắn nhìn về phía La Thừa bên kia, chuẩn bị xoay người xuất thủ, mau sớm giải quyết hết bá vương tông thừa lại hạ mấy người kia, nhất là cái kia đầu hung hãn nhất Âm Dương Minh Giao. nhưng mà đang ở lô ứng hồng đang muốn động tác trong nháy mắt, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên khẽ động, từng, hắn đảo mắt nhìn về phía phía dưới cái kia hố to bên trong, lão biểu hiện trên mặt xuất hiện trong nháy mắt động lại, chỉ thấy hơn 10 trượng sâu trong hố lớn đột nhiên có một mảnh ngũ thải quan mang lóng lánh dựng lên, tự dưng xuất hiện. Cái này ngũ thải quan mang khởi điểm cũng không hạo đại, thậm chí nhìn qua có chút suy nhược, nhưng chỉ một lát sau quá khứ, quan mang đột nhiên bạo tăng, biến đến vô cùng rực rỡ, giống như là có một vòng ngũ thải diệu nhật theo nơi ấy bay lên. Nương theo cái này quan mang đồng thời xuất hiện, là một hạo đại vô biên uy áp, như xuyên thấu thời gian trường hà, từ viễn cổ đi tới đương thế, mang theo chí cường sinh linh uy nhiên hung hãn trấn áp tại lô ứng hồng linh hồn chi tiến lên đây là cách rất xa quý thiên phục lâm chấn dương hồng cường long đám người cũng trong nháy mắt cảm giác được này cổ cường hãn uy áp cô đột nhiên trong lúc đó một tiếng kỳ dị kêu to truyền ra đường thế tiên có thể nghe mà thanh âm vừa ra vô luận là quý thiên phục lâm chấn dương hồng cường long đám người vẫn là ở vào hố to bầu trời lô ứng hồng hay là chính ở chiến đấu trong la thừa Mỗi người linh hồn đều ở đây nhìn không được mơ hồ có một ít run rẩy, giống như có một vị thần sắp sửa xuất thế một dạng, vô thường hung uy lâm thế, làm cho phàm trần thế tục trong lúc đó, tất cả tồn tại tất cả đều run rẩy. Đang ở bọn họ ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ phía dưới, hố to bên trong, cái kia ngũ thải ánh sáng hung hãn xông lên nửa khoảng không, ngũ thải ánh sáng bốc lên, mọi người ngửa đầu mà trông, nhìn thấy một con kỳ dị thần cầm như mũi tên nhọn giống nhau xông lên hư không cái này thần cầm cũng không bàn đại, chẳng qua hơn 10 trượng thân thế, nhưng cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ sắc quan mang chuyển hiện, như vân hà vậy đẹp là thường lông cánh vỗ trong lúc đó, nhất cái lông đuôi trong người sau tung bay, một chút quan mang giống như phùng tinh điểm suyết bên ngoài tiến lên, đây là Phượng Hoàng, tất cả mọi người kinh trụ, ngay người ngay tại chỗ, tâm tình kinh hải đến rồi mức độ không còn gì hơn. Loại này thần cầm ở đây không người từng thấy, nhưng căn cứ vô số điển tịch cùng truyền thuyết, bọn họ trước tiên liền đoán được, còn đây là viễn cổ thời gian mới vừa có chí cường sinh linh một trong, Phượng Hoàng, nghe đồn ở cái kia cực kỳ xa xôi quá khứ, đương thế trong lúc đó có rất nhiều không gì sánh được sinh linh mạnh mẽ, có thể tung hoành trong bốn biển, du lịch hoàng vũ bên ngoài, bể nghệ thế gian, giỏi hơn hàng tỷ sinh linh chi lên, không hề có cùng với ngang hàng người, bọn họ từ nhỏ liền vốn có không gì sánh được cường đại năng lực. Há mồng ngầm chiếm vạn dặm thiên khung, giận dữ đạp nát vô ngân đại địa, hung uy thả ra, không gian trở nên tan rã, thế giới trở nên vỡ nát, rít lên một tiếng, có thể khiến thiên thượng địa hạ, toàn bộ sinh linh kinh hải phủ phục. Mà Phượng Hoàng, chính là chỗ này loại sinh linh một trong, vô tận cường đại, cái này thế thượng. Thật sự có Phượng Hoàng, một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, hết thảy người vây xem tất cả đều sắc mặt đại biến, tiểu soái, tô giật cũng chứng kiến như vậy một màn. Cùng mọi người giống nhau rất là chấn động đồng thời, trong lòng cũng xông lên vô tận bi phẫn ý tứ hàm xúc, tô tiểu soái tu vi còn thấp, như này một kích, sợ rằng cần trả một cái giá thật là lớn, cũng là không được phép mọi người suy nghĩ nhiều, chính là chứng kiến cái kia thần cầm vỗ cánh trong lúc đó, gió lốc thẳng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, ở lô ứng hồng một mảnh còn tự ngạc nhiên ánh mắt bên trong, hung hăng đụng vào hắn thân tiến lên, phanh, lô ứng hồng thân thể cung thành một con đại tôm hình, bắn ngược đi, thẳng vào trong mây, có tiên huyết thưa thớt mà rơi xuống mà cái kia thần cầm ở nơi này va chạm chi về sau giống như là hoàn toàn thoát lực giống nhau lần nữa rơi cao khoảng không ầm ầm chìm vào ban đầu trong hố lớn không một tiếng động huyền kiếm môn lục hợp tông thiên cương môn mọi người tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn một màn này phát sinh hô hấp ngừng lại không dám thở mạnh một cái tình cảnh như thế quá kinh người một con phượng hoàng xuất thế hành hung mạnh mẽ đánh đem nhất vị nguyên tông kỳ cường giả đụng phải bạch vân chi tiến lên một chỗ khác trong chiến trường tất cả mọi người dừng tay chém giết tạm dừng âm dương minh giao tử tượng hoàng long tê hoàng huyền quy hoàng la thừa năm người hẳn là nhãn thần run rẩy nhìn cái kia hố to thật lâu không nói hưu không biết quá bao lâu thiên khung trên có tiếng xé gió truyền đến đem mọi người tâm tư toàn bộ kéo lại ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy được một đạo thân ảnh già nua chính hăng hái rớt xuống tứ chi vô lực rũ khí tức quệ oải vẫn còn một chút huyết vũ tùy theo cùng nhau rơi quanh một tiếng cái này thương lão thân thân thể cuối cùng cũng đập vào mỏ sơn chi lên tạo nên một mảnh khói bụi khái khái khoảng khắc chi về sau mới có một tiếng hư nhược ho khang theo nơi ấy truyền đến nhưng cũng không có càng nhiều hơn động tĩnh hết thảy người vây xem tất cả đều hầu cuộn cảm thấy hoảng sợ nhất vị nguyên tông kỳ cường giả dĩ nhiên cũng làm như thế thụ thương khó có thể nhúc nhích phượng hoàng oai quả nhiên khó có thể suy đoán cái kia phượng hoàng thần cầm, đừng không phải là lúc trước con kia chim nhỏ, thiên cương môn trung, có nhân gian khó mà nuốt hạ một bãi nước miếng, hoảng sợ mà đạo, đây không phải là thôi chắc, tất cả mọi người có thể xác định, cái kia phượng hoàng thần cầm tuyệt đối chính là lúc trước con kia kỳ mạo xấu xí chim nhỏ, nhưng nhường sợ hãi là, bên ngoài vốn chỉ là yêu hoàng kỳ sơ cấp tu vi, cũng là trong nháy mắt bạo phát ra vậy đáng sợ lực lượng, vô liêm sĩ. Như vậy một đạo nổi giận tiếng quát truyền ra, tới tự la thừa miệng hắn mâu quang như tráng lãnh điện giống nhau bởi vì lô ứng hồng trọng thương mà nộ không mà khi bá vương tông tất cả mọi người muốn chết la thừa thoáng thì cử động nữa tuyệt đối lĩnh vực hoành khoảng không mà ra bỗng nhiên trải rộng ra đi một tay lấy âm dương minh dao, tử tượng hoàng long tê hoàng huyền quy hoàng bốn người đồng thời bao quát đi vào bá nhưng khí độ theo la thừa thân trên phát ra trong cơ thể hắn hết thảy nguyên khí tất cả đều trong nháy mắt dân trào mà ra thân hình sông thẳng âm dương minh giao đi. Bốn tôn thú hoàng thấy thế, cũng trong nháy mắt động triển khai chống lại, giết, la thừa bạo quát, thi triển ra tuyệt đối lĩnh vực lực, gắt gao đem âm dương minh giao kéo tới bên người. Một quyền oanh xuống, đem tập sát mà đến hát bạch quan trụ chủy thành phấn vụn, tiện đà, hắn ngủ chỉ thành chợp, trực tiếp vồ vào âm dương minh giao cổ huyết nhục bên trong, một tay kia nắm chặt thành quyền, hung ác quanh một cái mà hạ, gào, âm dương minh giao phát sinh hí, giao vĩ vặn một cái, lần lượt rút ra đánh vào la thừa thân tiến lên. Hai người thân thể đều là huyết nhục nổ nát vụn, cảnh trạng cực thảm, rầm rầm rầm. Cùng nay đồng thời, tử tượng hoàng đám ba người thế tiến công giết đến, rốt cục đem la thừa đánh văng ra, thả âm dương minh dao, Từng đạo hung hãn công kích rơi vào hắn thân trên, làm cho la thừa lộng ngực nổ tung, xương cốt lộ ra, nửa bên bả vai đều bị đánh nát. Chương 1199, Thương Vân Điện chạy tới la thừa cả người máu me đầm đìa, cảnh trạng thê thảm, thân hình càng là sinh ra lay động, nhưng bên ngoài cả người chiến ý cũng là còn tự cao ngang phục ra, chỉ thấy hắn hung ác xoay người lại, một bước lại một sải bước ra, chính là lần lượt xuất hiện ở tử tượng hoàng, long tê hoàng, huyền quy hoàng ba người trước người. Mỗi một lần xuất hiện chi về sau, đều là một cái trọng quyền đánh mạnh mà xuống, đem ba vị thú hoàng đập đến thổ huyết bay ra, từng cái rất hạ cao khoảng không mà lúc trước chịu đến trọng kích âm dương minh giao, lúc này cũng là không kiên trì nổi, ở hư không gian lộn khoảng khắc chi về sau, cũng vô lực nện vào dãy núi gian. Mấy tôn thú hoàng, đều là không tiếng thở nữa phát sinh, hỗn hển. Hỗn hển, đem mấy tôn thú hoàn toàn bộ đánh rơi chi về sau, la thừa thân thể một hồi lay động, hầu như muốn từ giữa không trung rơi xuống, suy yếu không gì sánh được, miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc, bá vương tông. Ba chữ này theo hắn giữa hàm răng tóe ra phẫn nộ cùng cừu hận đang xen, la thừa trong ánh mắt viết đầy tàn nhẫn ý. Hôm nay tình huống quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, làm nguyên tông kỳ cường giả, cư nhiên bị bức bách đến nơi này chờ thê thảm tình trạng. Cái này bá vương tông, quả nhiên không giống bình thường, chẳng qua còn tốt, bọn họ nay thiên sẽ tuyệt tử. La thừa hung ác ánh mắt chuyển động, nhìn về phía phía dưới một đạo thiếu niên thân ảnh, chính là cái kia bá vương tông tông chủ, tô giật. Thiếu niên kia cố gắng chống đỡ thân thể, trong tay một thanh đại đao trụ tại trên đất khó khăn ở vùng núi ngược lên đi tới mà bên ngoài mục tiêu chính là không xa chỗ cái rãnh to kia cái hố trung có lúc trước cái kia phượng hoàng thần cầm hảo một cái bá vương tông thật là khiến người ngoài ý a à. thiên cương môn chỗ chi chỗ hồng cường long thật chặt bốc lên nắm tay làm cho này trước sau đó phát sinh tất cả cảm thấy hoảng sợ hai vị ngọc đỉnh tông nguyên tông kỳ cường giả liên thủ đối phó bá vương tông rõ ràng đều là gian nan như vậy xem hai người kia thê thảm dáng dấp, quá mức nhường khó đón nhận. Tông chủ, chúng ta là không phải nên xuất thủ, xa chỗ, nhất vị lục hợp tông cường giả trầm giọng mở miệng, hướng lâm chấn dương hỏi, huyền kiếm môn mọi người, cũng đều là quay đầu nhìn về phía quý thiên phục, chờ đợi chỉ thị của hắn. Bá vương tông đã mất có thế chiến người, mà cái kia là thừa tuy là thụ thương cực trọng, nhưng muốn triệt để đánh chết tô giật, cũng vẫn là dễ dàng, không biết những cái này thú hoàng đều thế nào. Quý thiên phục nỉ non một tiếng, mà sau vung tay lên, nói, chúng ta đi, bá. Mười mấy đạo thân ảnh hiện lên, thần tốc rơi vào vùng núi, xuất hiện ở tô giật trước người, lại còn có giúp đỡ sao? Nhìn hai tông người xuất hiện, la thừa không khỏi là hai hàng lông mày một hiên, trầm giọng mà đạo, hắn mang theo cười nhạt tình, cũng rơi vào tô giật cách đó không xa địa phương. Tiểu tử, người như thế nào đây? Quý thiên phục trong lòng có chút phát trung sợ, nhưng không có quá nhiều địa lý hội la thừa, ngược lại là nhìn tô giật ân cần hỏi ta còn chưa chết tô giật lắc đầu nói ra quý trưởng môn lâm tông chủ các ngươi tạm thời không cần quản ta còn thỉnh cầu chư vị hỗ trợ đi đem bá thanh hoàng tử tượng hoàng bọn họ tìm về bảo đảm an toàn của bọn họ hiện tại hắn lo lắng nhất chính là một đám thú hoàng tình huống cũng không biết bọn họ sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng ta có thể nào mặc kệ ngươi quý thiên phục nhíu mày cũng không tình nguyện tô giật bản thân bị trọng thương nếu như mình mặc kệ hắn, sợ rằng la thừa một kích là có thể đưa hắn đơn giản đánh chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy huyền kiếm môn những người này thực lực, coi như đối phương bản thân bị trọng thương, có thể hay không chân chính đem ngăn trở cũng còn khó nói. Quý trưởng môn, lâm tông chủ, xin nhờ, tô giật khuôn mặt sắc nghiêm túc, nói lần nữa, quý thiên phục bất đắc dĩ, không khỏi phất phất tay, mệnh lệnh huyền kiếm môn những người còn lại phân tán ra, đi đem một đám thú hoàn toàn bộ tìm được đồng thời mang về, nhưng hắn chính mình nhưng chưa ly khai, vẫn là đứng ở tô giật bên người. Mà Lâm Chấn Dương, cũng giống như vậy, Nguyên Tông Kỳ, ta sống vài chục năm, cũng còn không có làm sao gặp qua đây. Không nghĩ tới, lại có nhất thiên còn có thể cùng như vậy tồn tại đối lập nhau, Lâm Chấn Dương cười cười, nhìn về phía không xa chỗ chính chậm rãi đi tới La Thừa, như thế mà đạo. Hắn cùng quý thiên phục một tả một hữu, đứng ở tô giật hai bên, đem vững vàng bảo vệ, tốt, thấy một màn này, La Thừa không khỏi lần nữa cười lạnh, hắn khó có thể tưởng tượng, vẫn còn có hai cái tam lưu thế lực người, muốn nhúng tay đến việc này ở giữa tới, hừ, cái kia Huyền kiếm môn cùng Lục Hợp tông, thực sự là không biết sống chết, bên kia, Thiên Cương môn nhân nhìn thấy cái này thanh tú tình hình, cũng không khỏi lên tiếng đùa cợt, cái kia La Thừa dù sao cũng là Nguyên tông kỳ, dù cho này thì trọng thương, nhưng lạc đà gầy so với mã đại còn không phải bình thường nguyên hoàng kỳ có thể ngăn cản được đấy. Quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người liên thủ, cũng không được, bá bá bá, vừa lúc đó, đột nhiên một hồi âm thanh xé gió bắt đầu, tiện đà ở mọi người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, không xa chỗ cư nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đi thẳng tới nơi sân trong lúc đó, đứng ở tô giật mấy người cách đó không xa vùng núi lên, thương vân điện người, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, bao quát xa chỗ xem cuộc chiến thiên cương môn mọi người xem cái này mà đến mấy đạo thân ảnh cũng không chính là thương vân điện cường giả không có nghĩ tới chỗ này sự tình lại còn kinh động cái này nhất lưu thế lực tạ trưởng lão tô giật ngẩn người dừng bước lại hắn nhận thức cầm đầu cái kia vị lão giả cũng không chính là ban đầu ở triệu linh bí cảnh bên ngoài chịu đến thiên cương môn mà giết lúc còn giúp mình nói qua nói tạ vô hư tạ trưởng lão này không hiểu là tạ trưởng lão cư nhiên vào lúc này chạy tới nơi đây đồng thời trực tiếp rơi vào trong sân cũng không biết Thương Vân Điện là dùng ý gì. Bá 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 bá, đang ở tà trưởng lão vừa mới đến chi về sau, liên tiếp tiếng xé gió trước sau truyền ra, theo phương hướng bất đồng đều có thân ảnh thần tốc tới, đi tới phụ cận, chẳng qua đại đa số thân ảnh này thì đều giống như thiên cương môn giống nhau, vẫn duy trì một khoảng cách, lặng lặng quan sát. Nhìn sơ một chút, nhiều như rừng khắp nơi thế lực, nhất tổng cộng tới không thua mấy trăm người, trong đó đại bộ phận đều là tán tu nhưng những người này tu vi đều là phi thường cường đại đa số đều là nguyên hoàng kỳ còn có không thiếu nguyên hư kỳ rất nhanh mọi người đến chi về sau dần dần đều muốn nơi sân giữa tất cả tình thế đại thể làm ra một cái ước định cũng phân biệt ra được la thừa thân phận khi hắn nhóm chứng kiến tô vật hãy còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng mà đối diện la thừa cũng cả người chật vật không dứt dáng dấp lúc mỗi cá nhân tâm lý đều tồn tại khó mà diễn tả bằng lời chấn động lay động bá vương tông cư nhiên mạnh như vậy làm cho nhất vị nguyên tông kỳ thê thảm như thế không biết bao nhiêu người trong lòng hoảng sợ vô cùng la thừa nửa bên bả vai nổ nát vụn thân trên càng là không có nhất chỗ hết tốt địa phương khí thế cũng cực độ uể oải cái này quá dọa người đây chính là nguyên tông kỳ mau nhìn nơi ấy cái kia người thật giống như là ngọc đỉnh tông một vị khác nguyên tông kỳ là lô ứng hồng có cường giả hô lớn mọi người theo thấy được một cái lão giả khái khái cái này lão giả nằm trên đất nhãn nhân lật bạch mồm miệng ở giữa không ngừng tuôn ra đại cổ đại cổ tiên huyết, theo gò má chảy đến mặt đất bụi bặm bên trong, nhiễm ướt một mảng lớn địa phương, chương 1200, tạ trưởng lão đứng ra. Lúc này lô ứng hồng nhãn thần tan rã, thân thể càng là vẫn không nhúc nhích. Lòng ngực vị trí có một khối trước sau thấu lượng lỗ thủng, có thể có quả đấm lớn nhỏ, mắt thấy sẽ không sống nổi, đó cũng là nguyên tông kỳ, cư nhiên sắp tắt thở. Một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, chu vi mọi người tim đập đều vào giờ khắc này da tóc nhúc nhích như buồn bực trống giống nhau nện ở lòng ngực tiến lên lô ứng hồng tình huống tuyệt đối là sống không nổi nữa chỉ là còn dương nhất sau một hơi treo ở nơi ấy mà thôi phỏng chừng không cần một hồi thì sẽ hoàn toàn tắt thở tình huống như vậy thật là làm cho người ta kinh hoảng so với la thừa bản thân bị trọng thương còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi nhất vị nguyên tông kỳ sẽ chết như vậy cái này như thế nào nhường tin tưởng nho nhỏ bá vương tông Tuy nhiên có loại này thực lực sao? Trong nháy mắt, theo mỗi bên chỗ mà đến mọi người tâm lý, tất cả đều là tràn đầy chấn động, lay động cùng kiên kỵ đối với bá vương tông có nhận thức hoàn toàn mới. Bọn họ lúc trước rất xa, đều có cảm giác được một đáng sợ lực lượng phóng lên cao. Nói vậy lô ứng hồng cùng vừa mới một mạng kia có quan, nhưng mọi người cũng không biết, đó là một con phượng hoàng, thương vân điện, cửu tinh cốc, huyết dương tông, thiên cương môn, huyền âm môn, vùng núi lên tô giật ánh mắt từ chung quanh quét nhìn mà qua, đem người tới thân phận đều là thu vào đáy mắt. Ngoại trừ chính hướng đến gần mình thương vân điện tạ trưởng lão đám người bên ngoài, cửu tinh cốc đường trưởng lão cũng tới, chẳng qua chỉ có một người độc thân. Mặt khác, huyết dương tông cái kia vị tất trưởng lão cũng mang theo mấy người xuất hiện, tô giật đối với cái này lão gia hỏa ấn tượng nhưng là rất sâu sắc. Lúc trước ở triệu linh bí cảnh bên ngoài, cái này tất tôn tất trưởng lão cương nhiên cái hố chính mình, bên ngoài trên là khuyên can, sự thực cũng là muốn cho chính mình đụng vào thiên cương môn nòng súng đi lên. Nếu không phải là tô giật cái kia thì đã đột phá đến nguyên hư kỳ ngũ trọng, lại thêm trên có bất phàm thủ đoạn, sợ là muốn chết ở thiên cương môn cái kia vị nguyên hư kỳ cửu trọng tột cùng trong tay cường giả. Cho nên đối với tất trưởng lão, tô giật xác thực là không có có gì tốt quan cảm, ngược lại thì cửu tinh cốc đường vọng đường trưởng lão, ngược lại vẫn cùng tạ trưởng lão giống nhau, đứng ra ban mình nói qua nói, lão gia hỏa, người cũng tới rồi thương vân điện tạ vô hư tạ trưởng lão nhìn về phía tứ phương ánh mắt rơi vào cửu tinh cốc cái kia đường trưởng lão thân lên khẽ mỉm cười một cái nói đạo ngươi tới được nhanh hơn ta đường trưởng lão lạnh nhạt nói ngữ khí không có gì sống lớn hai người lập tức đồng thời nhìn về phía mặt khác nhất chỗ chính là huyết dương tông đội hình khi nhìn thấy tất tôn tất trưởng lão thời điểm tạ ơn nguyên hư cùng đường vọng hai người tất cả đều là nhìn không được nhíu mày không nói gì chỉ là gật đầu xem như là cùng tất trưởng lão chào hỏi. Một hồi chi về sau, tất cả mọi người theo chấn động lay động ở giữa hoảng quá thần lai, la thừa, đã lâu không gặp, tạ trưởng lão xoay đầu lại, đầu tiên là hướng về phía tô giật mỉm cười, theo sau chính là nhìn về phía la thừa nói đạo, tạ vô hư. Đích thật là đã lâu không gặp, la thừa trong con ngươi lòe ra quang mang, vẫn chưa nguyên nhân cố nhân gặp nhau mà sản sinh bất kỳ tâm tình chập chờn, chỉ là ánh mắt lạnh lùng hỏi không biết thương vân điện này đến, vì chuyện gì hắn hai mắt một mạch nhìn tạ trưởng lão muốn nghe được đối phương trả lời thương vân điện cùng ngọc đỉnh tông trong lúc đó có rất ít quá ma sát cũng không quá vượt sâu nguyên bằng không ngọc đỉnh tông mấy trăm năm trước cũng không pháp ở hỗn loạn vượt thành công cuộc khởi chỉ là rất kỳ quái cái này tạ trưởng lão xuất hiện rất rõ ràng không chỉ là tới xem náo nhiệt điều này làm cho la thừa có chút cẩn thận la thừa lão phu cùng ngươi cũng không vòng vèo tử xem ở quen biết một trận phần lên ngươi đi đi hảo hảo xử lý ngọc đỉnh tông lấy tu vi của ngươi còn có rất đại cơ hội có thể lần nữa sừng sững ở hỗn loạn vực ở giữa còn cái này bá vương tông thiếu niên ngươi cũng không cần giết hắn tà trưởng lão mở miệng nói đúng là ra như vậy mấy câu nói tới chu vi vây xem mọi người nghe xong chi sau nhất tề sững sờ đều là không thể tin được nguyên lai thương vân điện này tới là muốn đảm bảo tô giật cùng bá vương tông thương vân điện lại phải giúp bá vương tông thiên cương môn bên này hồng cường long trong con ngươi nổi lên khắc sâu phẫn nộ ý lão quỷ này nguyên lai là thật coi trọng tô vật tiểu tử kia mà ở huyết dương tông bên trong tất trưởng lão khuôn mặt sắc nhìn không được có chút âm trầm nhưng nỗ lực khắc chế xuống phía dưới vẫn chưa biểu hiện quá rõ ràng hắn vừa liếc nhìn đường vọng đường trưởng lão cái lão quỷ này chạy tới có thể mục đích cùng tạ vô hư giống nhau tất trưởng lão nhãn trong càng phát có lãnh ý hiện lên hai người này ở đây đối với hắn kế hoạch có thể bất lợi mặt khác như huyền âm môn chờ thế lực, lúc này cũng đều từng cái ngoài ý muốn nhìn giữa sân, vì tạ trưởng lão lời nói mà cảm thấy kinh ngạc, tạ vô hư, người đây là muốn ngăn cản với ta sao? La thừa gương mặt kéo lão trường, nhìn chầm chầm tạ vô hư nói đạo, sự tình đã đến được trình độ như vậy, bá vương tông mất đi tất cả chiến lực, không nghĩ tới cái này tạ trưởng lão đột nhiên xuất hiện, muốn hắn dừng tay, điều này làm cho la thừa làm sao có thể đủ tiếp chịu. Nhưng mà hắn cũng là biết, mặc kệ tạ vô hư nói là đại biểu cho thương vân điện vẫn là mình đều không phải là hắn la thừa thật có thể cự tuyệt được đàm luận không trên ngăn cản tiểu tử này cùng lão phu có điểm sâu xa mà thôi chỉ hôm nay vì hắn đứng ra một lần còn ngươi giữa hai người cừu hận ngày sau thế nào ta sẽ không lại nhúng tay tạ trưởng lão nhìn la thừa nói như vậy trong lúc nhất thời la thừa trong lòng lãnh ý thao thiên dựng lên nhưng cùng với thì lại tâm niệm thay đổi thật nhanh muốn hắn buông tha tru diệt tô giật đám người, điều này thật sự là làm người khác khó chịu một điểm, nhưng mà, như cự tuyệt tạ vô hư, rất có thể ngay cả mình đều sống không nổi. Mắt thấy lô ứng hồng hấp hối, lại nghĩ tới mười mấy tên ngọc đỉnh tông nguyên hoàng kỳ chết thảm, hắn có thể nào nuốt hạ khẩu khí này đi, tiểu tử kia thực sự là tốt số A, lại có thương vân điện người vì hắn xuất đầu, xa chỗ, không thiếu người vây xem đều phát ra than thở tiếng, lấy rất nhiều nguyên hoàng kỳ. Nguyên hư cảnh tán tu vì chủ, cái kia ngọc đỉnh tông nguyên tông kỳ cường giả, chắc là không dám cự tuyệt chứ. Có người ra nói rằng, bọn họ đã thấy la thừa khuôn mặt sắc càng ngày càng khó coi, đều nén thành màu đỏ tím sắc, nhưng lại không thể làm gì, chưa mở miệng, tuyệt đối là ở cố kỵ thương vân điện cùng tạ trưởng lão. Bá vương tông không diệt được a, à, cái kia tô giật lại bảo trụ một mạng. Trừ phi là cửu tinh cốc cùng huyết dương tông nhúng tay, nếu không thì đại khái không ai lại đi động bá vương tông. Rất nhiều người nghị luận, chỉ cảm thấy bá vương tông ở nơi này thì cư nhiên quanh co thật sự là kỳ dị hư nhưng mà như vậy cái thời điểm chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ tiếng vang lên mà về sau mọi người men theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại chỉ thấy đoàn người từ trên trời cao phi xuống cũng đứng ở tô giật la thừa thương vân điện đám người không xa chỗ thiên cương môn cái kia hồng cường long muốn làm gì mọi người nghi ngờ nói cái kia rơi hạ người chính là thiên cương môn đoàn người lấy hồng cường long vì thủ tạ trưởng lão lần trước ở triệu linh bí cảnh bên ngoài nhưng là từng có ước định tạ thiên cương môn cùng bá vương tông ân oán giữa ba đại nhất lưu thế lực đều là sẽ không lại nhúng tay chỉ là không biết tạ trưởng lão các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ hồng cường long vừa nói mâu quan lại liếc nhìn xa xa đường trưởng lão